Mùi hương của thảo dược. Đó là tất cả những gì đang mang lại sức mạnh tuyệt vời cho người dân Siberia. Siberia, thương hiệu đã được cả thế giới biết đến. Tập đoàn sức khỏe Siberia được thành lập tại Siberia, ngày nay đã được thừa nhận rộng rãi không chỉ ở Liên bang Nga mà trên thế giới, là một trong số những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ngay từ khi thành lập, tập đoàn đã đặt niềm tin và hy vọng vào những phát minh, sáng chế của các nhà khoa học Nga và nguồn nguyên liệu thiên nhiên phong phú của vùng Siberia và khu vực viễn đông Liên bang Nga. Các nhà khoa học tại Trung tâm Khoa học Sáng tạo của tập đoàn đã sáng chế ra những dòng sản phẩm và các công thức, các chương trình sử dụng sản phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Các cơ sở sản xuất của tập đoàn và của các đối tác cho phép hiện thực hóa tất cả những ý tưởng táo bạo nhất, giám định, kiểm soát bản quyền, tiếp thị và hỗ trợ. Những trung tâm chăm sóc khách hàng hiện đại đặt tại châu Âu, châu Á và ở Mỹ. Ngày nay, mỗi người bất kỳ, với mong muốn có một cuộc sống tươi sáng, trọn vẹn và khát vọng thay đổi thế giới xung quanh mình, đều có thể tham gia vào tập đoàn sức khỏe Siberia huyền thoại. Bạn trở thành người luôn được chào đón và hữu ích cho cuộc sống. Và bạn sẽ nhận thấy những nỗ lực và cuộc sống của mình đang mang lại giá trị cho thế giới. Với 18 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường, chúng tôi hiểu sâu sắc rằng vì sao chúng tôi thực sự là những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Có 10 lý do để khẳng định điều này. Chúng tôi gọi những lý do này là 10 ưu thế của sản phẩm tập đoàn sức khỏe Siberia. Theo thống kê về tuổi thọ của các công ty, tôi tiên đoán tập đoàn sức khỏe Siberia sẽ ở trong số các công ty có tuổi thọ hàng trăm năm. Ngài Yuri Gichev sẽ chia sẻ với chúng ta về những ưu thế của sản phẩm tập đoàn sức khỏe Siberia. Ông là tiến sĩ y học, viện sĩ Viện Hàn Lâm Sinh Thái Học Liên bang Nga. Ông có gần 40 năm nghiên cứu về tác dụng phục hồi sức khỏe của các hoạt chất sinh học tự nhiên. Ông đã và đang giảng dạy, thuyết trình khoa học khắp nơi trên thế giới. Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 400 đầu sách và công trình khoa học về những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực sinh thái và thích nghi của con người. Viện sĩ Yuri Gichev là nhà sáng chế của hơn 40 công thức, các tổ hợp sản phẩm có sử dụng các hoạt chất sinh học giúp phục hồi sức khỏe. Ưu thế đầu tiên và quan trọng của tập đoàn mà tôi muốn đề cập đến, đó là việc sở hữu những nguyên lý khoa học làm nền tảng cho toàn bộ hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối sản phẩm. Điều này rất quan trọng bởi vì các nguyên lý cơ bản được phát triển bởi chính những nhà khoa học của tập đoàn. Đó là những nguyên lý khoa học bản quyền. Như vậy, toàn bộ hoạt động khoa học của tập đoàn dựa trên cơ sở 4 nguyên lý khoa học bản quyền. Nguyên lý khoa học về vi chất dinh dưỡng, nguyên lý khoa học về sự thích nghi, nguyên lý khoa học về việc bảo vệ và thanh lọc môi trường bên trong cơ thể, nguyên lý khoa học về nhịp sinh học. Nguyên lý khoa học về vi chất dinh dưỡng. Đó là khoa học về tác dụng của các vi hạt có trong thực phẩm, các loài thảo mộc trong các sản phẩm từ động vật. Các vi hạt này hiện diện ở mức độ vi lượng, nhưng chúng có tác dụng vô cùng to lớn đối với cơ thể của chúng ta. Các hoạt chất sinh học này là những hợp chất tự nhiên có liên quan đến lĩnh vực dinh dưỡng học và đồng thời chúng cũng có tác dụng tích cực đối với cơ thể. Nguyên lý khoa học này hoàn toàn là nghiên cứu của chúng ta. Nguyên lý khoa học thứ hai là nguyên lý về sự thích nghi. Theo tài liệu nghiên cứu của Phân viện Siberia thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga đã được tiến hành trong hơn 30 năm dưới sự lãnh đạo của viện sĩ Yuri Gichev, thì có tới 60% dân số thế giới đang ở trạng thái trung gian giữa khỏe mạnh và bệnh tật. Nói một cách đơn giản hơn thì con người đã không còn hoàn toàn khỏe mạnh và người ta đang cảm nhận được điều đó. Về mặt hình thức, họ vẫn cho rằng mình không bị bệnh. Nhưng một khi con người ta đã không còn ở trạng thái khỏe mạnh và đã ở trong tình trạng ủ bệnh, thì vào thời điểm đó, cần phải làm điều gì đó để tự bảo vệ mình. Có thể là chặn quá trình ủ bệnh lại. Có thể là phục hồi cơ thể trở lại trạng thái hoàn toàn.
Dạ vâng, xin mời MC Quang Việt ạ. Hello, xin chào các thủ lĩnh hàng đầu của tập đoàn Sivin Wellness. Xin chào tất cả thủ lĩnh và tất cả các tư vấn viên rất là nhiệt huyết trong môi trường đào tạo của chúng ta hôm nay. Thì trước tiên thì Việt rất là hân hạnh được làm MC trong cái phần mở đầu chương trình này. Và xin mọi người cho biết là bao nhiêu anh chị em đây biết đến Phạm Quang Việt rồi ạ? Thì giơ lên tay cái ạ. Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Thì có những anh chị chưa biết thì Việt xin vài phút để giới thiệu bản thân mình. Mình là Phạm Quang Việt, hiện đang là thủ lĩnh của tập đoàn Sivin Wellness. Và trước đây, cách đây 22 năm thì cơ duyên gì mình biết đến môi trường này và bây giờ đã CV đã như thế nào để giúp mình trở thành một con người vô cùng nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến đến bây giờ gần như là 100% thời gian cho cái môi trường này. Lý do tại sao như vậy thì cũng xin được phép các thủ lĩnh, các vị khách quý và các thư vấn viên cho phép mình được 2 phút để mình giới thiệu về mình, cũng là cái động lực, cũng là cái khát khao của mình để chia sẻ cùng với các mọi người ở đây. Thì hiện cách đây hơn 2 năm thì Việt là một giám đốc kinh doanh truyền thống và thực tế thì doanh nghiệp của mình cũng rất là phát triển. Thì cùng với sự phát triển đó thì mình đã bị gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Đấy. Do quá trình là một người giám đốc thì cũng phải đi ngoại giao nhiều rồi là áp lực công việc, căng thẳng về những vấn đề là làm sao để có hợp đồng, làm sao để có tiền để ký hợp đồng và làm sao để thu tiền về một cách nhanh nhất. Cho nên là tất cả cái đó đã làm cho cái sức khỏe của mình nó ngày một đi xuống. Và đến một lúc nào đó thì khi mà sức khỏe nó trở nên trầm trọng, tức là gì, mình bị các cái vấn đề về sức khỏe như là bụng nó rất là đầy hơi, rất hay đầy hơi, hay bị tức ngực và hay đau đầu. Thì khi mà bị nằm ở nhà trong vòng một tuần ấy, thì lúc đó ấy, thì bắt đầu mình mới đặt câu hỏi là tại sao mình không làm cho mình sức khỏe tốt lên và tại sao là mình cứ đâm đầu vào công việc để cuối cùng mình phải nằm ở nhà như thế này. Đấy, lúc đó bắt đầu mới tập trung vào sức khỏe của mình, còn trước đó thì không bao giờ chú ý sức khỏe. Đấy, mặc dù là ở nhà thì vợ này, mẹ này luôn luôn bảo là không được uống rượu bia này, đi về sớm lại ăn uống phải là đúng giờ đúng giấc, không bao giờ quan tâm điều đó luôn. Đấy, bỏ ngoài tai. Và khi mà có bị vấn đề sức khỏe đấy thì có thuốc ấy chỉ cũng chỉ uống được 2-3 bữa thấy khỏe là bỏ, không uống nữa. Đấy, rất chủ quan. Thì khi mà bị quá nặng rồi thì bắt đầu mới tập trung vào cái sức khỏe của mình và nghiêm túc với nó. Thì khi nghiêm túc với nó thì bắt đầu tìm hiểu thì mình thừa biết rằng là chỉ có vấn đề về những sản phẩm về đông y mới có thể giúp được thôi, tức là những sản phẩm mà dùng thảo dược. Đấy, mình đã có cái khái niệm ấy rồi. Và lúc đó thì mình bắt đầu tìm đến bác sĩ Mai Ngọc Tung, bởi vì trước đó bác sĩ Mai Ngọc Tung đã là người đã xử lý vấn đề sức khỏe cho vợ mình. Đấy, mình biết được cái tiếng của bác ấy rồi. Và khi biết đến bác Mai Ngọc Tung ấy thì mình đến nhà bác ấy thì bác ấy đã cho mình dùng sản phẩm của Siri. Và mình phải điều trị nhà bác ấy gần 10 ngày. Thì trong quá trình điều trị ấy thì mình thấy rằng là bác ấy tư vấn rất nhiều người về sản phẩm Siri. Và mình thấy người ra người vào cứ lấy sản phẩm của Siri thôi. Thế bắt đầu mình mới tò mò, mình bảo tại sao có một cái sản phẩm gì loại kỳ lạ như thế. Đấy, đồng thời bác Tung lại cho mình xem cái video nguồn gốc. Đấy. Và khi mà cùng với việc là thông tin được bác Tung cho rồi là cùng với việc là mình xem và cùng với việc là mình bắt đầu ý thức về cái sức khỏe của mình thì mình nghiêm túc tìm hiểu thì mình không ngờ đây nó chính là cái sản phẩm, chính là cái vấn đề giúp mình giải quyết sức khỏe. Và thực sự là mình là một cái đầu óc là mình thực ra một người mình rất là đam mê kinh doanh, mình rất thích kinh doanh. Một ngày mà không làm việc, một ngày không được đối diện với những việc kinh doanh là mình không thể chịu được. Thì mình phát hiện ra đấy chính là cái sản phẩm của tương lai. Đấy. Và mình ngày 25 tháng 4 ấy là mình bắt đầu ký hợp đồng. Thì mình nhớ là Rickcam 12 là vào ngày 8 tháng 5. Đấy. Và mình tham dự Rickcam luôn. Và lúc đó tôi bảo là phải được 200 điểm mới được tham dự Rickcam, mình đồng ý luôn. Đấy, chỉ trong có vài ngày chốt luôn. Đấy. Nhưng cái Rickcam 2 ấy, mình nhớ Rickcam 12 nó tổ chức ở thiên đường ở gì dần gần cầu Long Biên ấy. Thì hồi đến thì mình vào mình tham gia thì mình bắt đầu hồi đấy thấy thì thấu hết mọi người là chúng ta còn sơ khai lắm. Thế thì mình với phong cách giám đốc đến đấy rất là chủ quan, rất là coi thường. Đấy.
thì sau sau hôm đó hôm cái hôm đấy là hai buổi, nhưng mình tham dự một buổi, đó buổi sau mình về đấy, và mình về thì mình nghĩ rằng là về thì mình kiểu gì mình cũng làm thành công, và mình nghĩ là mình kinh doanh thành công trong môi trường truyền thống rồi thì kinh doanh này thành công. Nhưng không ngờ là sau khi về mình vật vã với nó luôn, bởi vì chia sẻ không ai tin cả, chia sẻ không người nào chấp nhận cả, thậm chí là người nhà phản đối, tất cả mọi người phản đối, thị trường nóng coi như là đốt cháy hết. Và sau đó thì mình bắt đầu là tìm hiểu là tại sao mình không làm được trong môi trường này, bắt đầu là mình tìm hiểu kỹ hơn và mình học hỏi từ những người phía trước, mình nắm sản phẩm rõ hơn. Thì sau hơn một năm thì bắt đầu mình mới bắt đầu hiểu trong công việc kinh doanh này. Và sau 2 năm 2 tháng thì mình thành thủ lĩnh của toàn Siri. Nhưng mình vô cùng hạnh phúc là gì? Khi mình đạt được vị có trí đó đấy, thì mình giúp được tầng dưới của mình trở thành thủ lĩnh. Và một bạn nữa giúp được hai bạn có ô tô rồi. Đấy. Thì cái giá trị ở đây là gì? Là trên con đường thành công của mình giúp được rất nhiều người có được sức khỏe tốt và rất nhiều người có cái thu nhập tốt ở trong đây. Đấy. Và thêm nữa thì tất cả những đồng đội đi theo mình ấy, họ có một cái tư duy, có một cái phát triển bản thân rất tốt. Họ là những người mà luôn luôn đem cái trí tuệ của mình, đem cái đạo đức của mình để giúp người khác. Đấy là cái mà mình thấy được. Mà trong công việc kinh doanh truyền thống mà mình không bao giờ có được điều đó. Đấy. Thế thì mình rất vô cùng cảm ơn người hướng dẫn của mình. Và người dẫn đã giúp cho mình và đồng đội yêu quý của mình có một cái kiến thức. Mình phải nói rằng đồng đội mình là những đồng đội mà có kiến thức rất tốt về sản phẩm. Đấy. Bởi vì chúng ta phải hiểu với nhau rằng là bản chất kinh doanh CV phát triển được đó là chất lượng sản phẩm. Và yếu tố thứ hai là gì? Đó là cơ chế kinh doanh. Và khi một cái sản phẩm cực tốt, giá thành cực kỳ hợp lý, và thứ hai là cơ chế kinh doanh cực kỳ minh bạch, chính xác, rõ ràng, thì ai kinh doanh cũng thành công được. Và đương nhiên, số một vẫn hàng đầu là chúng ta muốn kinh doanh thành công, chúng ta phải hiểu được sản phẩm, chúng ta phải biết rõ sản phẩm, và chúng ta phải tư vấn sản phẩm cho khách hàng một cách chính xác nhất để họ dùng hiệu quả nhất. Bởi vì CBD là sản phẩm của cộng đồng, sản phẩm vì con người. Có nghĩa là sản phẩm vì con người có nghĩa là gì? Ai cũng mua được, ai cũng dùng được. Đấy. Cho nên là khi chúng ta tư vấn, chúng ta phải hiểu bản chất của khách hàng, bản chất sản phẩm CBD để đưa vào cho họ đúng cái mong muốn của họ và đúng cái khả năng chi trả của khách hàng. Đấy. Cái chi trả rất quan trọng, bởi vì chúng ta có những sản phẩm 100.000, những sản phẩm 200-300.000. Nếu như khách hàng mà không có kinh tế mà chúng ta lại tư vấn sản phẩm nó nhiều tiền quá, người ta sợ, người ta không dám dùng. Nếu như khách hàng nhiều tiền mà chúng ta lại ít quá thì khách hàng không dùng được. Cho nên là cái tư vấn thế nào để hợp tình, hợp lý, hợp túi tiền khách hàng ấy, là điều rất là quan trọng. Thì hôm nay thì mình rất là vinh hạnh, được vinh dự được giới thiệu người dân của mình, thủ lĩnh Mèo Tung, lên chia sẻ cho các bạn biết về giá trị của sản phẩm, biết chúng ta sẽ đưa sản phẩm cho khách hàng như thế nào để phù hợp nhất với nhu cầu khách hàng, về vừa cái túi tiền khách hàng mà hiệu quả cao nhất, để mà chúng ta thành công, luôn luôn là thành công trong cái môi trường này, đúng với nhân bản, nhân văn của tập đoàn CV đưa ra, đó là vì con người. Đấy, thì xin trân trọng cảm ơn các thủ lĩnh, trân trọng cảm ơn các cái mời và tương viên đã cho mình giới thiệu, và xin hân hạnh mời đến trên sân khấu chúng ta, sân khấu online nhưng mà rất năng lượng, thủ lĩnh Mai Quả Tung, xin mời thủ lĩnh ạ. Xin chào tất cả các thủ lĩnh và xin cảm ơn lời giới thiệu rất là thực tế và xúc tích, tràn đầy cảm xúc của thủ lĩnh Phạm Quang Việt, là tầng một yêu quý của tôi. Hiện nay ở thị trường Hải Phòng thì không chỉ có tôi là thủ lĩnh mà tầng một yêu quý Phạm Quang Việt, như mọi người đã thấy, là thủ lĩnh, và tầng một yêu quý của Phạm Quang Việt là hợp đồng gia đình Nguyễn Thanh Thuận và Thu Hương cũng đã là thủ lĩnh. Trong tương lai thì Hải Phòng chúng tôi sẽ chắc chắn là sẽ cũng sánh vai với các tỉnh anh em và tất cả mọi người chúng ta ở trong ngôi nhà số 9 rất là hạnh phúc và tràn đầy niềm vui như thế này. Tôi xin giới thiệu thêm một chút. Tôi họ tên đầy đủ là Mai Ngọc Tung, sinh năm 1957. Về tiền sử thì tôi tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội khóa 1976-1982, ngành ngoại sản phẫu thuật. Trong quá trình làm việc thì tôi học thêm một chuyên ngành nữa là chuyên ngành y học cổ truyền. Thế và đối với cái nghề nghiệp của chúng tôi thì công cụ là thuốc, và nhất là thuốc đông y. Thì cái sản phẩm của tập đoàn Sao Bảy Quý chúng ta đây lại chính là một cái dạng đông y cao cấp, cho nên là chúng ta mọi người cùng đến đây, chúng ta đã đi đúng một cái con đường của loài người đã đi, nhân loại đã đi,
văn minh nhân loại đã đi, có nghĩa là quay trở lại cùng với tự nhiên, sống cùng tự nhiên như là cái lịch sử trường tồn 5.000 năm nay của nền y học cổ truyền phương Đông, cùng với cây cỏ là nguồn nguyên liệu để nguyên liệu chính để giúp cho chúng ta chữa được bệnh và bảo vệ chăm sóc sức khỏe. Nếu như mọi người đã thấy vừa lời dẫn nhập của thủ lĩnh Phạm Quang Việt, chúng ta đã thấy là từ bản thân Phạm Quang Việt và cũng như hầu hết các tư vấn viên chúng ta gặp nhau ở đây, là chúng ta đầu tiên đi tìm cái giải pháp sức khỏe của mình, và chúng ta tìm đến với sản phẩm CBD. Và từ chỗ hiểu, tin và sử dụng sản phẩm CBD để chúng ta có buổi ngày hôm nay ngồi với nhau. Như thế ở đây rõ ràng là một cái định nghĩa, một cái định luật là thành công trong CBD là đi lên từ sản phẩm. Kinh doanh MLM quốc tế người ta định nghĩa thành công của kinh doanh MLM là đi lên từ hàng hóa. Hàng hóa có tốt, có giá trị cạnh tranh mạnh thì mới thúc đẩy cho cái nền tảng, làm nền tảng thúc đẩy cho kinh doanh. Ở đây chúng ta thấy nếu muốn thành công trong CBD thì tất nhiên chúng ta phải đi lên từ tình yêu sản phẩm, hiểu biết về sản phẩm, sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả thì nó mới là cái sức mạnh chủ lực để đẩy cái thành công của chúng ta khi chúng ta đến với tập đoàn sức khỏe Samlolit. Thì đó là một cái nhận định và một cái quan sát của tôi thấy rất là hợp lý. Và tất cả những ai đã tin yêu sản phẩm, sử dụng sản phẩm đúng đủ đều thì chắc chắn sẽ thành công. Còn đương nhiên là cơ chế kinh doanh thì tập đoàn đã cho chúng ta một cái cơ chế kinh doanh là tuyệt vời rồi, minh bạch, rõ ràng, đơn giản, trung thực. Do đó chúng ta đã có sẵn một cái guồng máy, một cái bộ máy, một cái con đường rồi. Nếu như chúng ta vũ trang và trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về sản phẩm nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Đây là một cái điều ai cũng có thể thừa nhận được. Cũng trên cái tinh thần đấy, chúng ta đã từng biết là sản phẩm của tập đoàn sức khỏe CBD chúng ta có thể giúp cho toàn bộ cơ thể chúng ta, tất cả các hệ cơ quan từ mức tinh vi nhất, nhỏ nhất là cấu trúc tế bào mắt chúng ta không nhìn thấy, cho đến tất cả các phủ tạng, các hệ cơ quan, hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ xương khớp đều có thể được hưởng lợi và đều có thể được sử dụng cái giá trị sinh học tuyệt vời của sản phẩm. Bởi vì cái sản phẩm là, như chúng ta đã biết, là nó đã đi vào đến tất cả các tế bào, tất cả các phủ tạng và có tất cả các ưu thế, các những cái tinh hoa của loài người về nguyên lý sử dụng sản phẩm, nguyên lý sản phẩm đi vào cơ thể và các công nghệ bào chế là công nghệ đỉnh cao về khoa học hiện đại, tức là đã kế thừa toàn bộ những cái tinh túy của văn minh nhân loại. Và trong đó thì chúng ta có các những cái sản phẩm phục vụ từng cơ quan, có sản phẩm chung giúp cho toàn bộ cơ thể chúng ta khỏe mạnh, nhưng nó lại có từng nhóm sản phẩm riêng để phục vụ cho từng hệ cơ quan, phục vụ cho từng cái trạng thái bệnh lý một. Thì khi chúng ta phân loại các sản phẩm đó như vậy để chúng ta có được cái sự chủ động, tự tin khi mà lựa chọn sản phẩm dùng cho từng trạng thái của cơ thể. Chúng ta đã từng được tìm thấy, được biết đấy là sản phẩm chăm sóc hệ tiêu hóa, chăm sóc hệ tim mạch, chăm sóc trẻ em, chăm sóc cho nam giới, chăm sóc cho phụ nữ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về một nội dung là các sản phẩm của Sabarit chúng ta phục vụ chăm sóc cho hệ xương khớp. Về vấn đề hệ xương khớp thì mọi người chúng ta đều biết là ngoài những người thi đấu thể thao, người ta muốn có một cái khớp xương mềm dẻo để thi đấu thể thao thành tích cao. Còn lại là chúng ta có vẻ như không chú tâm lắm quan tâm đến cái hoạt động sự mạnh khỏe của hệ xương khớp, trừ khi chúng ta có thể bị bệnh xương khớp. Bệnh xương khớp thì chúng ta có liệt kê có một vài loại bệnh như là viêm khớp này, thoái hóa khớp này, thế rồi gai khớp, vân vân. Bây giờ xin phép mọi người ai có thể bật mic kể tóm tắt liệt kê một số những bệnh
xương khớp thường gặp mà người nhà chúng ta, người thân chúng ta và chính bằng cái sự hiểu biết của chúng ta có thể biết được là chúng ta có thể điểm danh một số bệnh xương khớp, ai có thể nắm được ở một mức độ đó xin bật mic và nói tôi. Xin mời. Tôi, Trần Thị Lý. Xin mời em là Trần Thị Lý ở thị trường Gia Lai. Xin chào thủ lĩnh Mai Ngọc Tung. Xin mời mic Trần Thị Lý đang nói tiếp, xin mời. Cho em xin giới thiệu lại, em là Trần Thị Lý, em đang ở thị trường Gia Lai. Em xin chia sẻ câu hỏi của thủ lĩnh Mai Ngọc Tung về vấn đề sự xương khớp. Em chia sẻ chính bản thân em, cơ thể chính bản thân em. Là em vào CBD là không phải lúc đấy là em chưa vấn đề về điều trị về xương khớp, nhưng mà lúc đấy là em bị zola thần kinh, cho nên là em co giật đó. Ai đến bắt đầu lúc em uống cái để mà thải độc của cái thuốc tây của zola thần kinh là em sử dụng trong vòng một tuần, nhưng mà đến lúc đấy là uống vào thì em chỉ uống lúc đấy là folate 4 và canxi và bộ ba thanh lọc, thì lúc đấy là toàn bộ cơ xương trong cơ thể em là nó có vấn đề, là em đã bị đau đầu gối của chân phải đó, và nó chuyển từ chân phải qua chân trái đó. Hai nữa là cái vai gáy của em một tháng là đau 4 lần đó. Em theo dõi là cứ một tuần là em đau 1 lần, đau trong vòng 3 ngày. Lúc đấy em mới nghĩ ra là ô sao lại cái dòng sản phẩm gì mà tốt mà lại chuyển từ cái vấn đề này mà sang vấn đề khác. Thế là câu duyên em vào CD thế này, lúc đấy em mới lấy cho mình glucosamine và tất cả về cái dòng xương khớp đó, và em đã nên tự lên chương trình cho mình và tự lấy và tự dùng luôn. Thì đến bây giờ thực sự với mọi người là em dùng đúng 1 năm nay, đúng giờ này là 1 năm. Năm ngoái em vào thì tầm này, lúc đấy em lại không lấy sản phẩm về xương khớp nhưng em lấy về zola thần kinh. Thì đến bây giờ thì cơ thể em cực kỳ là tuyệt vời. Báo cáo với cả nhà là em chuyển hóa trong vòng 3 tháng. Tháng nào em chuyển hóa trong vòng 3 ngày. Ngày đầu tiên, tháng đầu tiên chuyển hóa mạnh nhất là trong vòng 5 ngày. Đó. Vì là em nghĩ là em mới chống bị thôi, nhưng năm nay em quên giới thiệu em là 48 tuổi. Đó, nên là trong 3 tháng đó em chuyển hóa liên tục, thì em càng chuyển hóa mạnh thì em càng uống nhiều. Nói thực sự với cả nhà là càng uống nhiều bao nhiêu thì chuyển hóa càng tốt bấy nhiêu. Nhưng mà em này thấy thế, em này không đi chương trình xương khớp hết, mà em uống cả về hệ miễn dịch, tất cả về cái đấy là uống 5 chương trình, kể cả về phần phụ nữ nữa. Nên thực sự do cơ thể của em. Hai nữa là em có cái bệnh nào dạ dày chuyên đề nhiều axit, em đi siêu âm thường xuyên là như vậy. Nhưng đến bây giờ thực sự ra bác sĩ 1 năm nay là các thủ lĩnh trên Zoom nó lên kiểu là em chưa bao giờ đến gặp bác sĩ mà chưa bao giờ đến tiệm thuốc. Ở đây người ta còn thắc mắc em là chưa, sao lâu lắm rồi 1 năm chưa gặp cô đi mua thuốc, và không, nhà cô tất cả là dùng hết bên đây sản phẩm CBD này. Đã, cảm ơn mọi người cho em chia sẻ. Xin cảm ơn ý kiến của ca bảy Trần Thị Lý. Ở đây mọi người có thể tóm lại thấy một cái chi tiết là zona này, khớp gối này, khi dùng sản phẩm vào thì đào thải và chuyển hóa rất mạnh này, lung tung này, và lại ở trên một người Trần Thị Lý còn có cả bệnh dạ dày, bệnh khác nữa, và uống glucosamine. Đấy, tóm tắt lại cái thông tin thì nó đã khỏi như vậy. Tất cả những ý kiến vừa rồi đều sẽ được thể hiện ở trong cái phần tiếp theo của buổi ngày hôm nay. Tại sao cái phần xương khớp lại có thể liên quan đến dạ dày? Tại sao glucosamine có thể làm được cái việc đó? Vân vân. Chúng ta sẽ theo dõi chương trình thì sẽ thấy đây là những vấn đề rất lý thú. Mặc dù câu hỏi đặt ra là đề nghị liệt kê các bệnh xương khớp, nhưng cái ý kiến của Trần Thị Lý đã gợi mở cho chúng ta những cái vấn đề mà chúng ta sẽ trao đổi đầy đủ ở phía sau chương trình. Tiếp theo mời người giơ tay đầu tiên, K3 Nguyễn Thu Hằng, với nội dung là bạn biết gì về, có hiểu biết như thế nào về các bệnh xương khớp và những cái bệnh như thế nào được liệt kê vào bệnh thuộc hệ xương khớp, và có thể cho câu trả lời. Dạ vâng ạ. Cháu chào bác Mai Ngọc Tung ạ. Cháu là Nguyễn Thu Hằng, hiện nay cháu 34 tuổi ạ. Cháu thì rất là trẻ thôi, nhưng mà thực ra là cháu cũng mắc bệnh về xương khớp rồi ạ. Cháu bị thoát vị đĩa đệm với cả thoái hóa 2 đốt sống và xẹp 1 đốt sống ấy.
Thì sau khi cháu được bạn cháu giới thiệu ấy, là thủ lĩnh Trần Tuyết ấy, thì là cháu có dùng cái sản phẩm về xương khớp. Thì hiện nay là cháu cảm thấy cháu không bị đau lưng nữa mà rất là ổn định rồi ạ. Thì cháu có dùng siêu vitamin này, pho 4 này, canxi này, cái soben này, gen xoa với cả trà xương khớp nữa ạ. Vâng ạ, từ cái hồi cháu dùng cái sản phẩm thì cháu cảm thấy rất là thoải mái và cháu cũng cố gắng để phát triển bên này luôn ạ. Vâng, xin cảm ơn bà. Như vậy chúng ta đã điểm danh đến bệnh khớp gối này, thoát vị đĩa đệm này. Ai có thể biết thêm các bệnh gì nữa thuộc về hệ xương khớp, viêm khớp, xương khớp hoặc là gai khớp chẳng hạn? Mọi người có thể biết kể tên được thêm một số các diện bệnh xương khớp mà chúng ta ngoài thị trường, ở ngoài cộng đồng nhiều người bị bệnh xương khớp lắm cơ mà. Nào, ai có thể kể thêm được những bệnh mà ngoài hai ý kiến vừa rồi không ạ? Tôi, Nguyễn Thị Lý. Tôi Nguyễn Thị Lý. Đặt ra của chúng ta là kể tên các bệnh về xương khớp mà các bạn biết. Tôi là Nguyễn Thị Lý ở thị trường Đảo Ship. Tôi sao Yên Bái ạ? Tôi vừa xin mời Thiệu Lý chưa ạ? Tôi là Nguyễn Thị Lý, đang ở thị trường Đảo Ship, được hôm nay được vào Zoom với tất cả các anh chị và thủ lĩnh trong Zoom. Xin chào thủ lĩnh quốc tế và toàn thể anh chị và thủ lĩnh Ngọc Tung. Và tôi được biết đến CVD là tôi được dùng sản phẩm kiên trì đến bây giờ, là mới đầu là tôi bị đau xương khớp, thoái hóa cột sống và tê hết lửa người. Và tôi đã dùng sản phẩm siêu vitamin và bộ ba thanh lọc và Fula 4 và tổng hợp như là sọc ben với tất cả những dòng sản phẩm về sim 6 và trà khớp. Và tôi đã cải thiện sau 3 tháng và tôi uống duy trì được thay đổi sản phẩm chứ không phải một mình sản phẩm xương khớp. Và tôi bây giờ tôi đã được cải thiện từ lâu rồi. Bây giờ trong người tôi không còn bệnh tật gì nữa và không còn tê tay, tê chân, không còn đau vai gáy cổ. Toàn thể là lửa người tôi. Trước đây là tôi ngồi tôi đau lửa chân tay là tôi tê. Tê tay, tê chân, đốt ngón tay và những cái tay này của tôi là trước đây phải đi tiêm. Cứ 6 tháng phải tiêm một lần mà có khi là trước đây là không cả mặc được cái áo và chải được cái đầu. Và từ đó là tôi dùng được sản phẩm do chị em. Qua một ngày đẹp trời tôi gặp một người ở tận Kon Tum, Tây Nguyên. Và chị em là chỉ quen nhau trên Facebook và trên mạng. Và em đó là làm công ăn lương ở Đài Loan và là bạn 10 năm trước đây. Và tôi được gặp em chia sẻ vào lúc đó trong khi tôi bị xuất huyết ngoài da và đau lưng, đau xương, không thể làm gì được nữa rồi, viêm đĩa đệm và tôi không làm được việc cho nhà chủ. Và tôi gọi điện cho em và em đồng thời em chia sẻ cho tôi và tôi đón nhận ngay và tôi được vào tập đoàn sức khỏe CBD tập đoàn và tôi đăng ký và tôi uống sản phẩm đủ đều và đến bây giờ tôi vẫn duy trì uống gọi là phòng bệnh thôi, chứ còn thực ra là tôi hoàn toàn là khỏi hết các mọi bệnh và thay đổi cuộc sống của tôi bây giờ là khỏe mạnh và trẻ. Và tôi lan tỏa cái giá trị này và cảm ơn thủ lĩnh đã cho tôi chia sẻ và cảm ơn tất cả nhà trong Zoom đã lắng nghe. Tất cả mọi người và rất cảm ơn nhiều ý kiến còn muốn phát biểu nữa. Tuy nhiên thì về thời lượng của thời gian thì xin cảm ơn ý kiến đóng góp và cũng cảm ơn tất cả những người đã comment, đã nhắn tin ở trong cái mục cái ô chat của màn hình đấy. Thì đến bây giờ chúng ta thấy như thế này ạ. Tóm lược lại vừa rồi chúng ta đã nghe rất nhiều các tên những bệnh danh, tên bệnh khớp, viêm khớp này, thế rồi là viêm đa khớp, tràn dịch khớp này, thế rồi thoát vị đĩa đệm, thoái hóa khớp vân vân. Thế thì tất cả các khớp xương trong cơ thể chúng ta đều có nguy cơ mắc bệnh, có thể viêm, có thể sưng đau, có thể hạn chế vận động, có thể nhức. Nếu như chúng ta chữa bệnh theo những phương pháp cổ điển, đau đâu chữa đấy, thì có thể chúng ta hiểu rằng nếu đau khớp dùng một cái thuốc gì đó chữa khớp, nhưng khi đau tay thì có thể dùng khớp, đau khớp vai chẳng hạn, có thể dùng cái thuốc mà vẫn chữa khớp gối,
lên chữa khớp vai được hay không. Một cái câu chuyện đơn giản như thế này, người ta cũng sẽ băn khoăn, và người có bệnh thì rất là khó lựa chọn cho mình một cái phương án điều trị, một cái phương pháp điều trị. Cho nên trong cái buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ đưa ra một cái phương án chung, một cái kiến thức cơ bản là bằng cách nào để chúng ta giải quyết được tất cả các bệnh xương khớp, nhưng không phải là chữa theo cái cách là đau đâu chữa đấy. Để hiểu biết thêm về vấn đề này, chúng ta tìm hiểu một chút về cái cấu tạo hệ xương khớp trong cơ thể. Tôi sẽ chia sẻ màn hình. Mọi người đã thấy trên màn hình chưa? Vâng. Chúng ta hình hơi mờ một chút, chúng ta nhìn lên trên cơ thể đây. Cơ thể chúng ta muốn vận động được, đi lại được, cầm nắm được, hoạt động được, chúng ta có hàng, có 300, có hơn 300 cái xương. Mỗi xương nó khớp lại với nhau, một cái ổ khớp và một cái chòm khớp như thế này là một khớp xương. Chúng ta thấy có đốt sống cổ, khớp sống cổ này, có khớp khuỷu tay, có khớp vai, có khớp xương ngón tay, có khớp chậu, có khớp cột sống, có khớp gối, có khớp bàn chân, ngón chân, vân vân, rất nhiều các khớp. Tuy nhiên khi tất cả các khớp ở trong cơ thể như thế này thì nó lại đều cấu tạo bằng một cái, đều có một cái cấu tạo giống nhau hết. Dù rằng đây là khớp gối hay khớp vai, khớp cẳng tay, cẳng chân, vân vân, nó cũng đều có cấu tạo bằng các phần như sau. Thứ nhất là phần xương của hai phía. Thế và có các những phương tiện để giữ khớp, nối hai xương với nhau là các dây chằng. Các dây chằng. Các gân. Và từ dây chằng này nó, từ gân này nó liên kết với cái cơ. Chúng ta muốn co cái cánh tay thì chúng ta phải sử dụng cái cơ, cơ nhị đầu đây. Thì mới gập được cái cẳng tay này vào thân người, cơ nó co. Và để cho khớp nó trơn tru thì nó phải có một cái loại dịch khớp bôi trơn như là dầu lim bôi ở các khớp. Thế và đảm bảo cho cái bề mặt của sụn khớp này nó không bị tổn thương thì nó cần phải có một cái túi riêng ở trong này là các chất nhờn thôi. Vậy thì tất cả những yếu tố bệnh lý, những sự dinh dưỡng nuôi dưỡng cho bất kỳ một cái chi tiết nào trong cái cấu tạo khớp này bị thiếu thốn, bị khiếm khuyết thì sẽ dẫn đến những cái chứng bệnh về khớp. Nếu như bề mặt của sụn khớp này bị xây sát, bị mất đi cái độ bóng của nó thì cái lớp xương bên dưới nó sẽ sùi lên trở thành gai khớp. Nếu như có viêm, có phù nề ở bao hoạt dịch thì dịch nó sẽ tràn ra bên ngoài, dẫn đến tràn dịch. Thế và khi khớp bị khô, không có một cái chất nhờn bôi trơn này thì nó sẽ dẫn đến thoái hóa và các đầu khớp này cọ sát vào với nhau không còn trơn tru nữa, nó dẫn đến tổn thương khớp. Tất tần tật, tất cả những cái vấn đề thuộc về liên quan đến bất kỳ một chi tiết nào trong cái cấu trúc chúng ta vừa nhìn thấy đây đều dẫn đến một cái bệnh khớp. Vậy thì đối với Tây y, người ta có rất nhiều biện pháp chữa trị, dùng thuốc giảm đau, tiêm vào trong khớp, thế rồi xoa nắng, châm cứu, bấm huyệt, vân vân. Mỗi một cái phương pháp chữa trị đấy nó đều có tính hai mặt của nó. Nếu như chúng ta dùng nhiều thuốc giảm đau có corticoid thì nó dẫn đến cái tình trạng làm cho tích nước, giữ nước, tăng cân, mặt tròn xoe ra và tuyến thượng thận dần dần bị suy đi và tuyến thượng thận suy thì cái sức đề kháng miễn dịch của chúng ta giảm. Vì vậy tất cả những người nào chữa các bệnh khớp mà lạm dụng cái thuốc giảm đau corticoid chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều những cái hệ lụy cho cơ thể, béo phì, thừa cân, tích nước, sức đề kháng miễn dịch giảm, và đấy là cái cơ sở để nó sinh ra các cái bệnh khác. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để đảm bảo cho chúng ta chăm sóc được thật tốt cái hệ xương khớp
và chữa được tất cả những cái tình trạng bệnh lý của xương khớp. Biết được cấu tạo, cấu trúc của khớp là gồm có bề mặt của khớp này, các dây chằng này, chất nhờn này, bao hoạt dịch này, và đương nhiên là phải có hệ thống mạch máu tưới đến, đem máu đến để nuôi dưỡng các những cái cấu tạo của cái ổ khớp, thì ổ khớp nó mới hoạt động bình thường. Vì vậy, cái việc chăm sóc đầu tiên đối với khớp, chúng ta chưa nói đến các sản phẩm đặc thù cho khớp vội, mà chúng ta phải chăm sóc khớp về mặt dinh dưỡng. Chúng ta không muốn có một cái khớp xương khỏe mạnh thì chúng ta phải có một cơ thể khỏe mạnh, hệ tiêu hóa khỏe mạnh để nó thu nạp được các chất dinh dưỡng, thu nạp được canxi, thu nạp được glucosamine, chuyển đến nuôi dưỡng khớp, thì chúng ta mới có được cái khớp khỏe mạnh. Cho nên việc đầu tiên để cho có khớp xương khỏe mạnh, chúng ta phải có một cơ thể khỏe mạnh. Muốn có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta phải có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì nó mới hấp thụ được, chuyển hóa được các chất dinh dưỡng, thức ăn, từ thức ăn và các hoạt chất từ sản phẩm CBD đem vào cơ thể, chuyển đến nuôi dưỡng khớp, nuôi dưỡng tim, nuôi dưỡng da và tất cả các cơ quan. Thứ hai là hệ tiêu hóa tốt thì nó mới có thể làm đào thải ra bên ngoài những chất bài tiết không có lợi cho cơ thể, nó mới giúp cho cơ thể hoạt động được một cách bình an, bình ổn. Như thế thì khớp nó mới có đủ được cái chất dinh dưỡng. Cho nên ở trong Đông y người ta có một cái câu là tỳ chủ cơ nhục, tỳ làm chủ. Nếu như tỳ vị vận hóa thức ăn kém, không đủ dinh dưỡng nuôi cơ bắp, nuôi nhục, nuôi cơ, nuôi bắp đây, thì cơ bắp quải ra, khớp rệu rạc. Cho nên vấn đề đầu tiên đối với chúng ta là muốn hệ xương khớp khỏe mạnh, chúng ta phải chăm sóc cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì mới có đủ được cái nguồn dinh dưỡng để nuôi dưỡng khớp. Vấn đề thứ hai là khi mà chúng ta đã tạo ra được một cái hệ tiêu hóa tốt, có đầy đủ các chất dinh dưỡng nuôi toàn bộ cơ thể, trong đó có khớp rồi, thì chúng ta phải có cái hệ mạch máu sung mãn, dẻo dai, nó mới truyền tải vận chuyển các chất dinh dưỡng ấy đến khớp. Chúng ta cần nhớ là xương và khớp là các những cái cấu tạo nó ít mạch máu, nó không sung mãn như ở trên mặt. Mặt chúng ta rất dày đặc các những cái mao mạch nó tới máu, cho chúng ta chỉ cần xúc động một chút hay chúng ta uống rượu vào nó dán mạch ra là mặt đỏ phừng lên. Nhưng ở xương khớp nó không như vậy. Các những cái mạch máu và nuôi xương nó rất thưa thớt. Đã thưa thớt rồi mà mạch máu không được dẻo dai, dung lượng máu đến đấy không được nhiều nữa thì chắc chắn là khớp sẽ bị đói ăn. Khớp xương đói ăn thì sớm hay muộn sẽ dẫn đến lão hóa, thoái hóa khớp rất sớm. Vì thế chúng ta cần phải có được một cái hệ thống mạch máu hoàn toàn khỏe mạnh. Mà các sản phẩm chăm sóc hệ tiêu hóa và chăm sóc hệ tim mạch và mạch máu chúng ta đã biết cả rồi. Trà số 5, canxi, Fullbox và các loại trà đều có công dụng để hỗ trợ cho hoạt động của gan và đều có cái tỷ lệ flavonoid rất cao, giúp cho hệ thống mạch máu của chúng ta hoàn toàn dẻo dai và vận chuyển toàn bộ các chất dinh dưỡng đi nuôi khắp cơ thể, và nhất là nuôi khớp là một cái vị trí trong cơ thể có mạch máu rất thưa thớt, không nhiều, không sung mãn, cho nên chúng ta phải chú tâm đến điều này. Như thế có nghĩa là trước khi đi vào từng sản phẩm cụ thể chăm sóc khớp thì chúng ta phải có được một cái tạo cho cơ thể mình tổng thể một cái nền tảng sức khỏe khỏe mạnh hoàn toàn đã, thì mới đến cái vấn đề trực tiếp ở khớp. Vậy thì như liệt kê chúng ta vừa được nghe, chúng ta thấy có thoái hóa khớp này, thoát vị đĩa đệm này, viêm khớp dạng thấp này, thế rồi bệnh gút này, thế rồi một vài các bệnh khác nữa, có nghĩa là rất là nhiều những bệnh danh, thì nó tùy theo cái tổn thương ở cái mức độ nào để các nhà y học người ta đặt tên cho chúng ta cái tên bệnh như vậy. Nhưng dù là bệnh gì chăng nữa, thoái hóa khớp, gai khớp, tràn dịch khớp, nó cũng chung quy lại cũng là chỉ ở trong cái phạm vi của cái khớp ấy mà thôi. Thế thì để hóa giải bệnh tật, tránh được cái tình trạng bệnh khớp, thì chúng ta có dinh dưỡng tốt như vừa rồi,
Tiếp theo chúng ta dùng các những cái sản phẩm chăm sóc trực tiếp vào khớp. Cái gì nó làm nên cái sự bền vững chắc của xương? Cái gì ạ? Canxi. Canxi phải, thứ nhất là chúng ta phải nói đến canxi. Muốn cho khớp khỏe mạnh, muốn cho tim điều hòa, muốn cho cơ dạ dày có bóp tốt, chúng ta phải bổ sung đầy đủ canxi. Canxi khi mà thiếu ở trong cơ thể nó có thể là nguy cơ để sinh ra gần 150 bệnh. Canxi nó giúp cho mật độ xương vững chắc, nhưng cũng nói thêm là canxi thừa hay thiếu không thể hiện bằng xét nghiệm. Chúng ta đi làm xét nghiệm máu thấy canxi vẫn ở mức độ 2,2 đến 2,5. Không ai thấy thiếu canxi cả. Thì chúng ta cần nhớ là như này, kể cả là xương chúng ta có nhũn ra như thủy tinh thì xét nghiệm canxi trong máu vẫn đảm bảo. Bởi vì cái sự sống còn của cơ thể nó yêu cầu là cái lượng canxi ấy phải có đến mức độ như thế trong máu để đảm bảo cho tim nó đập. Nếu cái lượng canxi trong máu hụt xuống thì tim ngừng không đập nữa, tim nhẽo ra. Cho nên để đảm bảo cho cái hàm lượng canxi ở trong máu một cách ổn định như thế thì nó rút hết ở trong kho, lấy hết từ trong xương, lấy hết canxi ở trong cơ ra để đảm bảo ưu tiên mỗi cho cái canxi trong máu thôi. Cái đấy chúng ta có một cái từ mới gọi là canxi di chuyển. Canxi di chuyển là canxi bị lấy đi, chuyển từ ở trong xương, từ ở trong cơ khớp vào máu để đảm bảo cho cái sự sống còn, để đảm bảo cho cái sự sống còn của cơ thể. Vì thế chúng ta không thể căn cứ vào cái xét nghiệm 2,2 ml canxi mà chúng ta nói là đủ. Chúng ta phải chụp, nếu như thực sự những người muốn tìm hiểu sâu ấy, còn không thì chúng ta không cần phải đến mức thế đâu ạ. Chụp cái phim lên, chúng ta nhìn cái độ tương phản của X quang trong cái xương này, nó không phải là trắng mà nó lại xốp như củ chuối chẳng hạn, thì đấy là cái người mật độ xương bị mất chất vôi, mất canxi, và đó là tình trạng loãng xương. Muốn tránh được loãng xương, muốn tránh được gai xương, muốn tránh được cái sự mọt xương, người ta gọi là gãy xương bệnh lý, tức là cái dạng là gãy xương sinh lý. Có khi ông bà già nằm đêm nằm ngủ kê tay cho người bạn trăm năm của mình gối thôi, cập một phát gãy, bởi vì nó loại rỗng hết rồi, rỗng hết rồi. Thì đấy là cái tình trạng mất canxi, mất chất vôi do cái chúng ta không cung cấp đủ xương để cái canxi để cho nó giúp cho cái mật độ xương nó vững chắc. Cái hàm lượng canxi và bổ sung canxi liều lượng trung bình một ngày 1000 mg cho người trưởng thành là yếu tố đầu tiên để tạo ra cái sự vững chắc của khớp. Bởi vì canxi nó không những làm vững chắc xương mà nó còn làm cho cái sự co rút di chuyển của các dây chằng trong khớp được dẻo dai. Vấn đề thứ hai là đối với những tình trạng viêm khớp thì chúng ta dùng các sản phẩm cung cấp các hoạt chất làm cho tiêu viêm, rửa sạch các những cái nguy cơ mà dẫn đến ổ viêm trong khớp. Chúng ta sẽ theo dõi trên màn hình có một số sản phẩm cụ thể dành cho khớp xương của chúng ta. Mọi người thấy chưa? Đây đơn giản nhất là chúng ta biết đến trà số 7. Trà số 7 là sản phẩm của tập đoàn Sức Khỏe Series. Đây là, trước đây thì là trà Yunumo. Là trà Yunumo. Và trà này được đặt tên theo cái tiếng của tiếng người Buriat ấy, Iyamono, có nghĩa là cánh cung mềm dẻo. Tức là dẻo như cánh cung chẳng hạn. Ở đây nó cung cấp cho những gì ạ? Lá cây Việt quất phúc bồn tử và tầm xuân, lá cây Việt quất hỗ trợ cho tổng hợp sợi collagen, đảm bảo sự chắc khỏe và sự chống ăn mòn khớp. Chúng ta đã biết trong cái cấu tạo trình bày từ đầu ấy, là cái ổ khớp và cái chỏm khớp nó có trơn tru thì nó mới trượt trên nhau được, nó không có cái tiếng lục cục, không có tiếng lạo xạ trong đấy. Và chính cái sợi collagen tiếp 2
nó đảm bảo cho cái bề mặt của khớp này được trơn tru dẻo dai. Vậy thì đến đây chúng ta nghe đến những từ gì rồi nào? Collagen này. À, collagen là cần thiết cho hoạt động bình thường của khớp. Chúng ta còn ghi nghe cái gì nữa? Glucosamine hữu cơ. Chúng ta ghi đến ghi thêm một cái hoạt chất thứ hai là glucosamine. Và ghi thêm một cái hoạt chất nữa là chondroitin. Như vậy để đảm bảo cho một cái khớp xương mềm dẻo, chúng ta cần cung cấp cho khớp đủ ba cái hoạt chất này. Vậy thì chúng ta sẽ tìm xem ở trong sản phẩm của chúng ta những sản phẩm nào có glucosamine, có chondroitin và có collagen type 2. Thì chúng ta sẽ lựa chọn đó là các sản phẩm phục vụ cho chăm sóc khớp và hóa giải các bệnh về khớp. Ở đây chúng ta không tách bạch bệnh gai cột sống, bệnh... Vâng, thủ lĩnh Tung ơi, là chưa có hình ạ, chia sẻ hình ạ. Vâng. Xin lỗi chưa ạ. Ok, có rồi. Được chưa ạ? Rồi, ok. Vâng. À, mọi người thấy nhé, ở đây chúng ta thấy là có một số những cái từ ngữ thể hiện ở trên cái hình ảnh chia sẻ về trà số 7 của chúng ta. Thứ nhất ấy, là chúng ta thấy có một cái tên là Ianomo, có nghĩa là cánh cung mềm dẻo. À, thế thì các thành phần có ở trong trà này nó giúp cho khớp của chúng ta dẻo dai như cao su. Thế thành phần ở đấy là gì ạ? Flavonoid, arbutin và acid glycolinic tốt cho khớp xương. Nhưng cụ thể ở đây mọi người rất hay nhắc đến và trên thị trường cũng rất hay điểm danh là collagen. Cụ thể là collagen type 2. Collagen type 2. Sử dụng trà này thì chúng ta đã biết rồi, dùng túi lọc có 30 túi lọc thì chúng ta có thể hãm mỗi một lần 1-2 túi lọc, ngày 2-3-4 lần, ngày 2-3 lần tùy theo cái nhu cầu của chúng ta về cái xử lý cho cái tình trạng khớp xương của chúng ta. Tôi muốn cho mọi người có một cái phương pháp quy nạp. Chúng ta không cần phải học thuộc lòng rất nhiều sản phẩm, chúng ta chỉ cần ghi chép và nằm lòng mấy cái từ ngữ này thôi, để chúng ta dùng nó như một con dao pha soi vào tất cả các sản phẩm. Bất kỳ một sản phẩm nào có cho chúng ta được cái hoạt chất như kể tên dưới đây là chúng ta sẽ xếp loại nó là các sản phẩm dành cho khớp xương. Tên thứ nhất là collagen. Collagen. Cái danh hoạt chất thứ hai là glucosamine. Glucosamine. Và cái danh từ thứ ba, hoạt chất thứ ba là chondroitin. Vậy thì cứ sản phẩm nào có collagen type 2, sản phẩm nào có glucosamine, sản phẩm nào có chondroitin là sản phẩm dùng tốt cho khớp. Chúng ta hãy tìm tiếp xem chúng ta có những sản phẩm gì nào. Ở đây chúng ta thấy trên màn hình Lymphosan Comfort, glucosamine và chondroitin. Tất nhiên là cái ảnh này nó là tôi lấy từ cái tài liệu cũ, giá của nó là 858.000, nhưng hiện nay giá ở trên shop đang bán là 922.900 đồng. Tên của nó là glucosamine và chondroitin. Công dụng đây ạ, giảm mài mòn sụn khớp, giảm viêm khớp, giảm thoái hóa khớp và gân, có tác dụng giảm đau tương đương aspirin. Chúng ta đã biết aspirin trên thị trường ấy, giảm đau và chống đông máu, uống vào nó có thể gây ra tác hại cho cái niêm mạc của đường tiêu hóa. Nhưng cái giảm đau ở trong glucosamine này nó là hữu cơ, nó là chondroitin, hữu cơ cho nó không gây ra tác dụng phụ kích hoạt cái niêm mạc dạ dày ruột như là aspirin. Mọi người hãy chú ý hai hoạt chất rất quan trọng mà chúng ta thấy ở trên màn hình là glucosamine. Trước hết tôi nói về glucosamine. Glucosamine
nó từ đâu mà ra? Thực ra là nó từ trong cơ thể chúng ta. Glucosamine được chuyển hóa từ glucosa trong máu và chuyển thành glucosamine, cấu tạo lên khớp. Ở những người có bệnh về đường tiêu hóa, có tình trạng sức khỏe suy giảm, ở những người có rối loạn đường huyết, hoặc là bệnh tiểu đường, hoặc là dinh dưỡng không đủ để bệnh hạ đường huyết, hoặc nhất là ở những người tuổi cao. Những người tuổi cao thì cái sự chuyển hóa gluco ra thành glucosamine rất kém, rất kém. Cho nên ở những người có tuổi, dù muốn hay không muốn thì cái hoạt động của khớp giảm đi, chắc chắn như thế, chắc chắn như thế. Bởi vì 40, 45, 50 tuổi trở lên, cái sự chuyển hóa glucosamine từ glucosa nó bị kém, nó không còn sung mãn, nó không còn đầy đủ như là tuổi trẻ nữa. Cho nên đến cái tầm tuổi 40, 45 trở ra, chúng ta phải tính đến chuyện bổ sung glucosamine hữu cơ vào để chăm sóc khớp của chúng ta. Đó chính là cái sản phẩm đang trước mắt chúng ta đây. Như vậy chúng ta đã biết là để cung cấp các hoạt chất glucosamine cho khớp, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái sự chuyển hóa trong cơ thể. Nếu chúng ta mắc bệnh mãn tính, mắc bệnh nền, mắc các bệnh khác trong cơ thể để làm cho cái trao đổi chất ở trong cơ thể nó không còn được bình thường nữa, thì cái lượng glucosamine được lấy ra từ ở glucosa nó không còn đầy đủ với nhu cầu của nó và khớp thoái hóa dần. Vậy thì phải bổ sung glucosamine từ rất sớm, từ lúc chưa có triệu chứng về khớp. 35-40 tuổi chúng ta đã phải nghĩ đến việc cung cấp thêm cái glucosamine thảo dược CBD vào để bù đắp cho cái lượng glucosamine thiếu hụt mà cơ thể chúng ta chuyển hóa từ glucosa không đủ. Thứ hai, chúng ta chú ý đến cái hoạt chất chondroitin. Đây là một chất hàn gắn các thương tổn của khớp, giảm đau. Khớp đang đau, chúng ta dùng 4 viên glucosamine và chondroitin như ở trên màn ảnh đây, thì nó sẽ hóa giải, giảm đau cho chúng ta. Nhưng cái giảm đau này nó lại không gây ra kích thích niêm mạc dạ dày như là cái tình trạng các thuốc giảm đau của tân dược aspirin, hoặc là các giảm đau khớp có corticoid dẫn đến tích nước, tích mỡ trong người như nói ở phần đầu. Chondroitin là một cái hoạt chất nó giúp cho hàn gắn các những cái xây sát tổn thương ở trên bề mặt khớp. Và chúng ta dùng cái sản phẩm này, nó là một cái song kiếm hợp bích. Nó vừa có cái hoạt chất glucosamine để làm cho dẻo dai khớp, và vừa có cái hoạt chất để giảm cái chấn thương, cái tổn thương, vừa làm giảm viêm, chống chấn thương, hàn gắn vết thương, tiêu viêm đi, bề mặt của cái sụn khớp nó xẹp xuống, nó không còn tấy lên nữa. Và đó chính là cái công dụng của cái chondroitin, nó có ở trong cái sản phẩm glucosamine enchondroitin. Chúng ta có hai dạng, một dạng là ở đây chúng tôi gọi là cái glucosamine và chondroitin ở trong dòng thể thao, có thể giúp cho những vận động viên thể thao thành tích cao, người ta sử dụng nó để người ta chăm sóc bảo vệ khớp và giảm những cái chấn thương trong thi đấu thể thao. Vậy thì chấn thương trong thi đấu thể thao dùng sản phẩm này còn có công hiệu, thì chắc chắn là những cái loại chấn thương khớp thấp hơn, loại bệnh khớp nhẹ hơn, hiệu quả 100%. Nặng hơn, khó khăn hơn mà nó còn giải quyết được, huống chi là những cái tổn thương nó không giống như là tổn thương của cầu thủ bóng đá. Thì đây là một cái sản phẩm đầu tay và cực mạnh trong cái vấn đề xử lý các những cái bệnh lý về khớp và trong cái nhu cầu chăm sóc cái sức khỏe cho khớp. Chúng ta còn có một sản phẩm khác nữa là Sintrovitan 6. Ở đây một lần nữa, mọi người lại thấy sự xuất hiện của glucosamine và chondroitin. Như cái câu mở bài vừa rồi chúng tôi nói, chúng ta cứ thấy ở đâu có glucosamine, chúng ta cứ thấy ở sản phẩm nào có chondroitin, chúng ta cứ thấy bất kỳ sản phẩm nào có collagen type 2, thì chúng ta nhắm mắt lại cũng thể nói được là đấy là sản phẩm dành cho khớp đó. Khớp nó cần một số các rất nhiều những cái chất dinh dưỡng để nó nuôi khớp như các cơ bình đẳng như các cơ quan khác, nhưng riêng ba cái hoạt chất này thì khớp bắt buộc phải có, bắt buộc phải cần đến. Tôi xin nhắc lại glucosamine, chondroitin và
và collagen. Ba chất này không được thiếu hụt. Ba chất này phải đồng thời có mặt ở trong khớp thì chúng ta mới có khớp xương khỏe mạnh. Ở đây chúng ta đã thấy rồi, người ta rất chu đáo cho chúng ta, liệt kê cho chúng ta thấy là cái hàm lượng của glucosamine và cái hàm lượng của chondroitin. Thế và có rất nhiều các những cái hoạt chất để chống viêm, rất nhiều hoạt chất chống viêm và lấy từ cây cỏ, từ thảo dược. Tuy nhiên, nếu mọi người để ý một chút thì cái tỷ lệ glucosamine là bao nhiêu và tỷ lệ chondroitin bao nhiêu thì mới tạo ra được một cái hiệu quả cao nhất cho cái duy trì bảo vệ khớp. Chúng ta cần lưu ý tất cả các sản phẩm của tập đoàn sức khỏe CVD sở dĩ có sức cạnh tranh mạnh, sở dĩ có giá trị tuyệt vời như thế này là nó khác với các sản phẩm khác trên thị trường là bởi cái tỷ lệ giữa các hoạt chất có trong sản phẩm. Có thể một cái sản phẩm khác trên thị trường có hàm lượng rất cao nhưng công dụng thì lại không bằng cái sản phẩm của Saverolimit. Bởi vì Saverolimit chỉ cần một cái hàm lượng vừa đủ thôi, thậm chí có thể là thấp, nhưng tỷ lệ giữa các hoạt chất ở trong sản phẩm đấy nó hợp lý thì nó mới đem đến cái công dụng tối đa. Về tỷ lệ này đã có nhiều lần chúng ta dẫn chứng. Ở đây chúng ta có thể dùng một cái hình ảnh, một cái chuyện để chúng ta hiểu biết thêm về cái giá trị tuyệt vời của sản phẩm CVD ở cái chỗ là tỷ lệ giữa các hoạt chất. Một bà nội trợ được có nhiệm vụ là pha một bát nước chấm, thành phần nguyên liệu là nước lọc, nước mắm, đường và giấm. Thế nhưng bà này pha thì rất ngon, ăn hợp khẩu vị, ai cũng ăn được cũng khen. Nhưng bà khác pha thì không ăn được, đắng ngắt ngắt. Nguyên liệu như nhau nhưng tỷ lệ tác hợp vào, phối vào với nhau khác nhau, nó dẫn đến cái công dụng khác nhau. Và đây chính là cái ưu thế, cái bí quyết của các công thức bản quyền của sản phẩm Saverolimit. Vì vậy khi ra ngoài cộng đồng, ra thị trường, có những sản phẩm họ muốn đối chiếu với sản phẩm của Saverolimit, họ nói rằng canxi ở cái sản phẩm kia cao lắm, glucosamine ở bên kia cao lắm, sụn vi cáp vận mập thì glucosamine của nó là 1000 cơ mà. Không phải nói như thế mà đã có công dụng hơn CBD đâu nhá. Bởi vì sản phẩm CBD là nó hơn các sản phẩm khác ở chỗ là tỷ lệ các hoạt chất trong sản phẩm ấy. Cho nên có thể nó thấp hơn sản phẩm ở ngoài thị trường, nhưng công dụng của nó đến người dùng thì cao hơn hẳn. Đấy là có cái giá trị cạnh tranh, và sở dĩ cạnh tranh được là do cái tỷ lệ, cái công thức bản quyền của các nhà khoa học tập đoàn sức khỏe Saverolimit muốn cung cấp cho mọi người thêm một cái chi tiết để chúng ta có thể đứng trước hàng hà sa số các sản phẩm về khớp ở trên thị trường, chúng ta lựa chọn cái sản phẩm gì là chúng ta có thêm cái chi tiết, có thêm một cái tiêu chuẩn như thế về tỷ lệ các hoạt chất trong sản phẩm để chúng ta lựa chọn sản phẩm CBD. Ở đây chúng ta có sản phẩm thứ ba là Limphosan Zone Comfort. Sản phẩm này cũng rất quen thuộc của tập đoàn sức khỏe Saverolimit. Nó nằm ở trong dòng Limphosan huyền thoại. Giá 319.000 một lọ 90g. Mọi người có nhớ là phần đầu chúng ta đã kể tên đến ba hoạt chất: glucosamine, chondroitin và collagen. Thì đây chính là sản phẩm tuyệt vời có collagen đây ạ. Collagen để giúp cấu tạo lên các sợi, nó là những cái sợi gân như sợi chỉ đấy. Nó dệt lên cái màng khớp, màng bao hoạt dịch và màng gân của khớp là do các sự đan xen của các sợi collagen, mà cụ thể ở đây là collagen type 2. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm mang tên collagen. Nhưng cái collagen này là dạng collagen hydrolyzed tự nhiên, người ta chiết ra từ ở thảo dược, mà chúng ta đã biết rồi, sản phẩm thảo dược, hoạt chất thảo dược nó khác hẳn với lại hoạt chất tổng hợp. Hoạt chất tổng hợp thì nó
là chất hóa học, nó bao gồm nhiều cái chất phụ gia, nhưng cái collagen hyaluronidase này thì nó là tự nhiên hoàn toàn, nó không có các những cái chất hóa học kèm theo. Do đó cái collagen type 2 này nó vào cơ thể, nó đảm bảo cho cái hệ khớp của chúng ta là rung nạp một cách hoàn toàn tự nhiên, không có một tác dụng phụ gì cả. Xin mở rộng về collagen. Cơ thể chúng ta không chỉ có riêng khớp mới có cấu trúc collagen. Collagen nó còn tạo nên cấu trúc của da. Nó còn tạo nên cấu trúc của niêm mạc đường tiêu hóa, niêm mạc hệ hô hấp. Vì vậy khi chúng ta dùng cái lymphosan compound này, nó không chỉ tốt cho hệ xương khớp vì nó cung cấp cái glucosamine và gelatin, mà nó còn và collagen, mà collagen nó còn có công dụng cho cả da và hệ tiêu hóa. Vì vậy cái lymphosan compound này dùng cho cả những người có vấn đề về da, có vấn đề về niêm mạc hệ tiêu hóa, nó đều tạo nên cái sự bền vững, đều tạo nên sự bền vững cho bề mặt da và niêm mạc ruột. Thế và chính vì có cái tỷ lệ collagen này nó làm cho da bền vững, da săn chắc lại, thì chúng ta nhìn xuống bên dưới đây, nó có công dụng giảm béo, giảm mỡ máu. Công dụng giảm béo, giảm mỡ máu. Đấy là cái vai trò, giá trị của collagen type 2. Ngoài ra thì do nằm ở trong dòng lymphosan, cho nên cái sản phẩm lymphosan compound này nó còn có công dụng thanh lọc hệ bạch huyết và thanh lọc các những cái khớp. Không phải, không hẳn là những cái hoạt chất này nó đi đến khớp, nhưng những nó khi cuốn vào hệ tiêu hóa trong dạ dày ruột ấy, thì nó sẽ thấm hút tất cả những cái hoạt chất nào có nguy cơ gây hại cho khớp thì đã bị được thu lượm vào đây, và do đó là những cái hoạt chất được bơm đến, đem đến khớp là hoàn toàn những hợp hoạt chất tinh túy trong sạch. Còn những cái yếu tố nguy cơ cho khớp thì đã bị lymphosan nó thanh lọc hết rồi. Thì đó là cái giá trị của cái sản phẩm lymphosan compound này. Tất nhiên ngoài ra đối với lymphosan chúng ta còn thấy là giúp cho tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa ung thư và phục vụ cho những người yếu sinh lý, yếu thận vân vân. Thì đó là một số các những cái sản phẩm mà chúng ta thấy có một điểm chung ở đây là tất cả các sản phẩm của chúng ta đều đảm bảo được cái yêu cầu, nhu cầu cung cấp ba cái hoạt chất tối cần thiết cho khớp là collagen là glucosamine và chorontin. Đối với sản phẩm Syntrovitam 6, chúng ta còn nhớ lại là nó nằm ở trong cái dòng cân bằng nhịp sinh học. Nói đến cân bằng nhịp sinh học thì không chỉ có khớp cần cân bằng, tim, phổi, hệ tiêu hóa, gan mật hoạt động đều có sự cân bằng cả. Sở dĩ có sự cân bằng là như thế này ạ. Cơ thể chúng ta cũng vậy thôi. Khi chúng ta đã làm việc rồi, bỏ sức lao động làm việc rồi thì chúng ta phải có giai đoạn nghỉ ngơi. Phủ tạng cũng vậy, tế bào cũng vậy. Lúc nào tế bào nó trao đổi chất, nó tích lũy chất dinh dưỡng, lúc nào nó đào thải cái chất cặn bã, sản phẩm dư thừa của quá trình chuyển hóa tế bào ra ngoài, và lúc nào tế bào nó nghỉ ngơi, nó tích lũy năng lượng. Thế thì cái quá trình làm việc và quá trình nghỉ ngơi của tế bào của phủ tạng đấy, nó cũng phải có cái nhịp điệu. Nếu như toàn bộ các tế bào gan, toàn bộ các tế bào hoạt động của khớp nó không hoạt động đồng bộ, lúc này tế bào này thì làm việc, tế bào kia nghỉ ngơi, lúc kia tế bào kia làm việc, tế bào này nghỉ, có nghĩa nó tạo ra một cái sự hỗn loạn. Nó tạo ra cái sự hỗn loạn, nó không giúp cho toàn bộ cái hoạt động của phủ tạng đi về một vector. Bây giờ anh muốn tạo ra một cái hoạt chất gì đó thì anh phải đồng thanh hiệp lực chứ. Tất cả các tế bào trong phủ tạng cùng đồng thời làm một nhiệm vụ thì nó mới tạo ra cái hoạt chất tổng hợp. Nhưng mà anh làm anh nghỉ, lộn xộn. Cho nên cái hoạt động của trong gan, hoạt động của khớp nó cũng cần phải có một cái sự cân bằng. Lúc nào tất cả làm việc thì đồng thanh làm việc, còn lúc nào tất cả nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi.
Thì muốn cho tất cả các tế bào cơ thể nó hoàn toàn tuân thủ cái kỷ luật lao động, cái thời khắc ấy thì chúng ta phải có những cái hoạt chất, những sản phẩm vào giúp cho tế bào nó cân bằng cái hoạt động của nó. Chúng ta cần phân biệt cái hoạt cái trao đổi chất sinh học trong cơ thể nó vô tri vô giác, nó không giống như cái cách quản lý ở một doanh nghiệp. Giám đốc hô là làm việc đi, ông đến giờ rồi nghỉ đi, thì người ta làm việc theo cái hiệu lệnh của giám đốc. Nhưng tế bào của chúng ta nó không có ai là người giám đốc ra lệnh cho nó như vậy, mà nó chỉ biết làm việc mặc định khi nó có hoạt chất này để giúp cho cái quá trình hưng phấn, nó nhận đủ các hoạt chất cho quá trình hưng phấn, quá trình làm việc thì nó làm việc, chứ nó không biết suy nghĩ. Tế bào nó không biết suy nghĩ. Như là chúng ta là chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh của thủ trưởng, nhưng tế bào nó không phân biệt ai là thủ trưởng cả đâu. Nó chỉ cần biết là nó có đủ cái điều kiện để nó thực hiện trao đổi chất thì nó trao đổi chất thôi. Vậy thì chúng ta mới là cái người tạo cái điều kiện, cung cấp đủ điều kiện cho tế bào nó automatic, nó làm việc. Chúng ta không hô cho nó làm việc tốt lên, không thể hô được, không thể bằng ý chí được, mà chúng ta phải chỉ có mỗi một cái phép duy nhất là tạo cho nó cái điều kiện sung mãn để nó lấy đấy là nhiên liệu, làm môi trường nó làm việc. Và cái bản năng của nó khi nhận được đầy đủ những hoạt chất phù hợp cho nó thì nó làm việc. Thiếu cái điều kiện đó, thiếu nhiên liệu, thiếu nguyên liệu cho nó thì nó ì ra nó không làm việc nữa. Thế thôi. Thì đó là cái phần chia sẻ của chúng ta về của tôi với mọi người về cái nguyên lý chăm sóc cái hệ xương khớp và các hoạt chất của sản phẩm CBD để chúng ta đưa vào phục vụ khớp. Tuy nhiên, để đi vào thực chiến ấy, công việc cụ thể mà chúng ta muốn giải quyết được một cái vấn đề về khớp, bản chất của công việc của chúng ta là phải giúp cho người dùng, người có vấn đề về sức khỏe đi đến được cái câu trả lời cuối cùng là có giải quyết được vấn đề bệnh tật của họ hay không, có làm cho khớp của họ được khỏe hay không. Chúng ta nói sản phẩm của chúng ta rất hay như thế về mặt cơ sở lý luận, về mặt khoa học, nhưng chúng ta làm thế nào để đưa vào người dùng, người ta phải tâm phục khẩu phục cả, người ta phải tâm phục khẩu phục. Vậy thì cái cách để mà chúng ta tiếp cận với một người có những cái nhu cầu về chăm sóc hệ xương khớp và những người có nhu cầu chữa khỏi bệnh khớp thì chúng ta nên cần có một cái lộ trình. Một cái lộ trình thì tôi mạn phép cung cấp một cái lộ trình cho mọi người về vấn đề chăm sóc hệ xương khớp. Trước hết chúng ta đặt câu hỏi, những ai cần bổ sung các sản phẩm phục vụ xương khớp? Như trên chúng ta đã nói, ở tầm 35-40 tuổi khi chuyển hóa cơ thể nó giảm đi rồi thì lượng glucosamine do cơ thể cung cấp từ glucosa bị thấp đi, bị giảm đi. Độ tuổi này chúng ta đã bắt đầu phải cung cấp các những cái sản phẩm dùng cho chăm sóc hệ xương khớp. Tất nhiên những người chưa có biểu hiện lâm sàng, chưa được bác sĩ chẩn đoán là bệnh xương khớp thì chúng ta chỉ duy tu thôi, bảo dưỡng thôi, thêm vào thôi, lượng của nó không cần nhiều. Thì chúng ta không cần phải dùng tổng thể toàn bộ các sản phẩm có glucosamine chúng ta vừa liệt kê. Có thể chúng ta chỉ cần dùng trà số 7 hoặc đơn thuần chỉ dùng một cái glucosamine trolutin thôi, hoặc đơn thuần chúng ta chỉ dùng một sản phẩm sitolvin 6 thôi chẳng hạn. Đấy là đối với những người chúng ta cần bổ sung, cần chăm sóc. Nhưng cần nhớ một điều, trước khi chúng ta làm động tác này, chúng ta phải quay lại, chúng ta xem cơ thể chúng ta đã có sức khỏe sung mãn chưa, đã có nền tảng sung mãn chưa, dạ dày của chúng ta đã tốt chưa, hệ tiêu hóa đã tốt chưa. Nếu vẫn còn đầy bụng, vẫn còn trào ngược dạ dày, vẫn còn trục trặc ở cái hệ tiêu hóa thì chúng ta uống bao nhiêu xin 6 vào, chúng ta uống bao nhiêu trà số 7 vào, khớp cũng không thay đổi được gì hết. Vậy chúng ta phải có một cái cửa ngõ đầu tiên, có cái bình xăng đầu tiên nó cung cấp năng lượng đó,
vừa rồi chúng ta thấy Trần Thị Lý kể chuyện ấy, nói về mình ấy, đau khớp và có trào ngược dạ dày. Những người bị vấn đề về dạ dày, về tiêu hóa, sớm hay muộn cũng sẽ bị bệnh, bị vấn đề về khớp. Vậy muốn phòng ngừa bệnh tật cho khớp thì chúng ta phải phòng ngừa từ xa, có nghĩa là phải làm cho hệ tiêu hóa của chúng ta tốt đã, thì khớp đương nhiên là sẽ được thu lượng được những hoạt chất do cái quá trình hấp thu thức ăn đem lại để nuôi khớp. Thế thì cái việc chăm sóc khớp đầu tiên là chúng ta phải có được cái nền tảng sức khỏe mà bắt nguồn từ hệ tiêu hóa. Ở những người 35-40 tuổi trở lên, chúng ta muốn cho khớp xương mềm dẻo thì chúng ta bắt đầu phải bổ sung rồi. Chỉ khi nào chúng ta có được một cái chuyển hóa chung ở trong cơ thể sung mãn, hoàn hảo thì các hệ cơ quan của chúng ta nó mới hoàn hảo theo. Và lúc đấy giờ chúng ta muốn cho một cái sản phẩm gì vào, không phải riêng khớp đâu, chúng ta muốn cho mắt chúng ta tinh tường lên, chúng ta muốn cho tim mạch của chúng ta tốt lên, chúng ta muốn cho da của chúng ta đẹp lên, thì trước hết chúng ta phải có hệ tiêu hóa tốt đã. Đấy là cái điều kiện tiên quyết, điều kiện tiên quyết cho chúng ta chăm sóc bất kỳ một hệ cơ quan nào trong cơ thể. Thứ hai là đối với những người có bệnh, có vấn đề về bệnh xương khớp, đến đây thì nó mông lung quá, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp, gai khớp, gai đôi, trần dịch khớp gối, vân vân. Chung quy có kể tên đến hàng cả trăm cái tên gọi chăng nữa thì chúng ta vẫn chỉ cần cung cấp đủ cho ba cái hoạt chất nói trên mà thôi. Không phải là thoát vị đĩa đệm thì chúng ta dùng chất khác, còn đau khớp gối chúng ta dùng chất khác, đau khớp vai chúng ta dùng cái loại chất này, sản phẩm này, đau khớp gối chúng ta dùng cái sản phẩm kia, không đúng. Chúng ta đã nhìn thấy cấu tạo chung của một cái khớp rồi. Khớp gối, khớp háng, khớp bàn tay, cổ tay cũng đều có phần khớp vào nhau và phần dịch bôi trơn giống nhau cả. Thế thì chúng ta chỉ cần một cái cơn mưa rào chung thôi thì tất cả làng trên sông dưới đều được hưởng cái nước mưa cả. Chúng ta không phân biệt là khớp gối thì thuốc khác, sản phẩm khác, đều chỉ ba cái đó thôi. Lần lượt chúng ta dùng đủ các thứ đấy, dùng đủ các sản phẩm đấy là bất kể khớp nào cũng được hưởng lợi. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ, bởi vì chúng ta đã từng biết là hệ vận động muốn vận động được thì chúng ta phải rèn luyện thể lực. Điều này chúng ta cũng phải nhìn thấy là bất kỳ một cái biện pháp nào áp dụng vào cơ thể nó đều có tính hai mặt. Nếu tình trạng khớp đang viêm, đang đau, đang lạo xạ mà chúng ta lạm dụng cái việc tập thể dục, luyện tập thì nó sẽ làm hỏng mất khớp. Một cái hình ảnh rất dễ nhận biết là một cái quạt của chúng ta đang quay nó bị khô dầu, nó quát két của cái thế này, nó còn cọc mà chúng ta vẫn cho bật điện lên, điện nó chạy vào cái quạt đấy thì vài giờ sau nó vỡ hết phòng bi. Cũng giống như người bị bệnh xương khớp, chúng ta này tăng cường tập thể dục đều đặn thì không khác gì chúng ta lừa đổ thêm dầu làm cho nó bị tàn phá thêm thôi. Cho nên tất tần tật những cái chứng bệnh về khớp, những vấn đề về khớp, khi có đau, khi có hạn chế vận động, chúng ta phải thư giãn, phải nghỉ ngơi, không được tập luyện, không được vận động. Đến lúc chúng ta vận động tập luyện lại, chúng ta phải có cái giai đoạn thích nghi, phải có giai đoạn thích nghi để cho cái sự chịu đựng của bề mặt khớp bên nó tăng dần cái áp lực lên nó. Nó đã tổn thương rồi, bây giờ lại làm vặn vẹo nữa thì nó tổn thương thêm thôi. Đây là những cái nhận thức hoàn toàn nó trái ngược với lại cơ chế chúng ta cần phải khắc phục, cần phải khắc phục cái chi tiết này. Chúng ta phải nghỉ ngơi thư giãn và vận động khớp, luyện tập khớp nó hoàn toàn là phải vừa luyện vừa nghe ngóng, xem cái sức chịu đựng của khớp xương chúng ta nó có hợp lý hay không, hay nó quá mức. Và cần nhớ rằng cái sự vận động chúng ta cũng phải có cách. Đầu tiên chúng ta làm cho nó mềm mại, nóng lên. Cái nóng lên thì chúng ta có sản phẩm dung ngoài, chúng ta có kem khớp. Đến bây giờ, đến cái đoạn này tôi mới nói đến kem khớp Iamono. Kem khớp Iamono thì chúng ta đầu tiên, trước khi xoa cái kem khớp vào, chúng ta làm cho nóng cái bề mặt khớp này này.
sau đó chúng ta bôi xoa cái kem mono vào, và chúng ta cần phải mài với một cái lực khá mạnh một chút, làm cho da chúng ta nóng lên, mạch máu giãn ra, thì cái hoạt chất của linh san, của tinh dầu ấy, nó mới thông qua cái sự giãn nở mạch máu ấy, nó mới thấm vào cái tổ chức dưới da sâu hơn được. Bởi vì nó phải qua da, rồi nó mới đến bao khớp, rồi nó mới đến bao hoạt dịch ở trong khớp. Thế như vậy đến đây chúng ta có thêm một cái sản phẩm thứ tư nữa, là cái sản phẩm dùng ngoài cho khớp, là kem khớp Ionomo, tác dụng tại chỗ, massage khớp cùng với cái sản phẩm uống trong, cung cấp cho chúng ta ba cái hoạt chất kia để chúng ta làm cho khớp dẻo dai. Khi cái tinh dầu của Ionomo nó ngấm được qua cái tổ chức dưới da này, nó vào đến khớp thì nó sẽ tác động lên làm cho cái sự giãn nở của các cái sợi collagen, giãn nở của các những cái sợi gân ở trong này, giãn nở ra, và mạch máu cũng giãn ra, thì nó đưa được nhiều hoạt chất đến khớp. Mạch máu giãn ra thì nó đưa được, nó rút được các những cái chất độc và những cái chất gây ra tổn hại khớp này đi ra theo hệ thống tĩnh mạch về cơ thể rồi đào thải ra bên ngoài. Một điểm chú ý nữa của những người bị bệnh khớp, chúng ta thấy là tuổi già, thanh niên ít khi kêu đau khớp, trừ một cái trường hợp là khớp đớp tim, tức là những người bị thấp bệnh thấp tim ấy. Thế thì khi cái con vi khuẩn nó xâm nhập vào, nó gây ra cái van tim bị viêm, cơ thể nó mới phát động một cái cuộc chiến, nó chống lại cái vi khuẩn ấy, và cái cấu tạo của cái con vi khuẩn ấy nó lại rất giống là cái cấu tạo của cái collagen ở trong bao khớp, cho nên là khớp bị oan, bị đánh oan, bị đánh nhầm, nó viêm phù lên thì nó mới xảy ra ở người trẻ thôi. Thì còn hầu hết ấy là cái viêm khớp là nó ở người có tuổi, và ở người già, ở người có tuổi và người già. Thế thì chúng ta thêm một cái đặc điểm nữa, chăm sóc khớp xương, hệ xương khớp cho người có tuổi và người già, người có tuổi và người có kèm theo nhiều bệnh lý khác nữa, chúng ta cần chú ý những điểm gì? Thứ nhất ấy, là ở những người có tuổi, những người già, chuyển hóa của họ glucosa thành glucosamin rất thấp. Cứ tăng lên gấp đôi tuổi thì cái sự chuyển hóa cơ thể cũng giảm đi 50%. Tôi nói ví dụ, chuyển hóa ở người 60 tuổi chỉ bằng 50% chuyển hóa của người 30 tuổi thôi. Mà rất không may là những cái chứng tật về khớp này thường xảy ra ở người có tuổi. Vậy thì đối với người có tuổi, chúng ta phải động viên họ dùng một cái thời lượng, thời gian kéo dài và liều lượng thấp. Tại sao phải dùng liều lượng thấp? Ở người già tất cả các phủ tạng của người ta chuyển hóa nó kém đi. Chúng ta đưa vào một cái lượng lớn như là đưa vào cho thanh niên, nó không tiêu hóa được, nó không chuyển hóa được. Nó sẽ sinh ra cái chuyện trộn rộn trong cơ thể, đau nhức chỗ nọ, đau nhức chỗ kia, và nhức mắt rồi loáng choáng nọ kia, thì chúng ta lại không tìm hiểu kỹ rằng đấy là do cơ thể nó không thể truyền tải hết, mà chúng ta lại giải thích một cách nó hơi bị thiếu chín chắn một chút, là bỏ đấy đào thải đấy, hoan tay hoan hô vỗ tay rồi đào thải đấy. Thực ra có thể nó đào thải, nhưng có thể nó không phải là đào thải, mà nó là tình trạng cơ thể không truyền tải hết, nó gây ra cái sự xáo trộn cảm xúc trong cơ thể mà chúng ta nhầm lẫn là đấy là đào thải. Nhưng những trường hợp như vậy, chúng ta chỉ cần giảm liều lượng đi thôi, đáng cho 3 viên chúng ta cho uống xuống 1 viên thì cái tình trạng trộn rộn ấy nó không còn nữa. Bởi vì đấy chính là chúng ta đã đưa vào một cái lượng quá lớn mà cơ thể nó không kịp truyền tải. Ở người cao tuổi chúng ta phải đặc biệt lưu ý đến cái chi tiết này. Người cao tuổi nhiều bệnh, ý mong muốn của chúng ta là nhanh chóng cho họ thoát khỏi bệnh tật. Có 3-4 bệnh chúng ta cứ cộng vào và chúng ta bơm sản phẩm vào thôi, quá nhiều. Phủ tạng thì nó lại chuyển hóa chậm lại bằng một nửa cái người trẻ thôi, và chúng ta đưa vào một cái sản số lượng lớn hơn cả cho người trẻ thì làm sao nó lưu thông được, nó truyền tải được. Cho nên bệnh xương khớp, bệnh vấn đề về khớp ở người cao tuổi phải dùng thời gian kéo dài. Đối với người 30 tuổi, 35 tuổi, chúng ta chỉ cần bổ sung cho họ theo một lộ trình là 3-4 tháng, tức là tương đương với một cái
chu kỳ tế bào thì đối với người 50 tuổi, 60 tuổi chúng ta phải dùng 2 chu kỳ, 8 tháng. Nhưng mỗi một ngày lượng dùng chỉ bằng nửa của cái người trẻ kia thôi. Đương nhiên chúng ta dùng giãn ra như thế thì lâu lâu người ta mới cảm nhận được cái sự thay đổi. Vậy thì trong chăm sóc khách hàng chúng ta phải giúp cho họ phân biệt được là nếu chúng ta dùng thuốc giảm đau ngay của trên thị trường, nó có corticoid, nó sẽ dẫn đến hậu quả như thế này, thế này, thế này. Với một đằng chúng ta dùng sản phẩm CBD với cách mưa dầm thấm lâu, đi đúng cơ chế, đi đúng nguyên lý, đi đúng cái sự tiếp nhận của cơ thể chúng ta một cách khoa học, thì người dùng nên chọn cái gì? Chúng ta phải nắm được cái cơ chế của hoạt động và tác dụng của sản phẩm của chúng ta, thì chúng ta mới chỉ ra cho người dùng cái lợi cái hại của nó để người ta lựa chọn, để người ta lựa chọn. Đấy là cái lưu ý thứ nhất đối với người cao tuổi. Lưu ý thứ hai đối với những người có bệnh khớp, có bệnh khớp mà lại kèm theo nhiều bệnh khác. Ví dụ ở người bệnh khớp nhưng người ta lại kèm theo thiếu máu não, người ta lại bị hút, lại thêm nữa là cao tuổi, tức là nó dồn đống lại 3-4 cái yếu tố bất lợi như vậy, thì chúng ta lại càng phải thận trọng khi mà cho dùng sản phẩm thuốc khớp. Trước hết những người nhiều tuổi dẫn đến rối loạn chuyển hóa chung trong cơ thể rất mạnh rồi, chúng ta phải xử lý vấn đề điều tiết cân bằng phủ tạng toàn cơ thể đã. Những người tiểu đường, mạch máu tổn thương, tiểu đường thì đường chuyển hóa thành glucosa, từ glucosa thành glucosamin càng kém. Muốn cho có cái lượng glucosamin nội sinh cung cấp vào cho khớp thì chúng ta phải chữa thật tốt, chăm sóc thật tốt bệnh tiểu đường để cho đường huyết nó khá ổn định đã, thì nó mới lấy một phần nó chuyển sang glucosamin cho vào khớp cho chúng ta. Cái người đường lúc nào cũng nặng rồi, không còn chuyển hóa vào tế bào được nữa thì lấy đâu mà chuyển hóa thành glucosamin để cho khớp nó dùng. Như vậy là đối với những người đa bệnh lý, nhiều bệnh lý, chúng ta muốn cho khớp được tốt, chúng ta không được bóc tách ra là chỉ có giải quyết mỗi vấn đề khớp mà quên đi hàng logic xong những cái bệnh nền, những cái bệnh tổng hợp kia của người ta. Chúng ta phải đồng thời giải quyết cái chùm bệnh của họ đã. Bệnh tiểu đường, bệnh gút, bệnh trong ngực dạ dày, bệnh thiếu máu não, bệnh tim mạch, tất cả các bệnh kèm theo đấy nó có được thuyên giảm thì khớp mới thuyên giảm được. Chúng ta không thể bóc tách ra trong khi nền tảng cơ thể thì đang bị đe dọa bởi mảng logic sông bệnh như thế, mà chúng ta lại dùng cái sản phẩm gì đó của khớp nó được cải thiện hão huyền, không bao giờ đạt được mục đích trong cái tình huống ấy, không bao giờ đạt được mục đích. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy là rất cần phải lưu ý. Thêm nữa, một cái chú ý trong thực chiến, trong công việc hàng ngày của chúng ta là như thế này. Chúng ta phải kết hợp một số các những cái biện pháp bổ trợ để giúp cho chăm sóc xương khớp của chúng ta được tốt. Ở đây tôi nói đến vấn đề tập thể dục. Hiện nay chúng ta có một số người tập thể dục còn sai. Ví dụ nước khớp lúc đau lại cứ đi tập thể dục, vận động làm cho đau thêm, chấn thương thêm, chúng ta cần phải loại bỏ. Thêm nữa, ở những người có tuổi, cột sống nó đã yếu rồi, mà chúng ta đứng, chúng ta vẩy tay, chúng ta vặn cột sống như thế này 1862 lần, dịch cân kinh thì rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ làm cho cột sống chấn thương thêm. Cho nên cái tập kiểu gì trong đó có cả vẩy tay, dịch cân kinh, chúng ta đều phải tính đến cái sức chịu đựng của hệ xương khớp của người dùng, nó có chịu đựng nổi với cái cách vận động áp lực như thế hay không. Mà theo tôi ấy, dịch cân kinh ấy có thể nó hiệu quả ấy, nhưng nó chỉ hiệu quả trong một cái giới hạn nào thôi, chứ còn đứng về mặt cơ chế, cái cột sống lúc nào cũng cứ bị như thế này thôi thì chắc chắn nó sẽ mòn mỏi, nó tổn thương thêm thôi. Còn đối với cái thoát vị đĩa đệm thì còn thời gian, khoảng 5 phút tôi nói về thoát vị đĩa đệm như thế này ạ.
thoát vị đĩa đệm, chúng ta bị nhầm lẫn là chúng ta bị sai tư thế, chúng ta già yếu. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngoài ý tưởng tượng, ý chí, một cái sức tưởng tượng của mọi người. Thoát vị đĩa đệm là do thiếu chất đấy ạ. Do dạ dày kém, không cung cấp đủ hoạt chất, không cung cấp đủ collagen cho cơ thể, làm cho cái vỏ bọc của đĩa đệm nó cứng ra, nó không mềm dẻo nữa. Khi chúng ta di chuyển cuộc sống, cái đĩa đệm nó thoát ra bên ngoài, tức là ra khỏi vị trí của nó. Thoát ra gọi là thoát, vị trí là vị, cho nên người ta gộp hai cái từ ấy thành từ thoát vị. Lẽ ra khi cúi xuống, cái khe khớp này nó mở ra thì cái đĩa đệm là như một cái vòng đệm, nó ra ngoài. Đến khi cột sống đứng thẳng dậy, khe nốt sống hẹp lại, đĩa đệm nó phải chui vào bên trong. Nhưng vì nó cứng rồi, nó không xẹp xuống để nó chui vào bên trong được nữa, thế nào nó cứ ngồi bên ngoài, cứ nằm bên ngoài thôi. Nó nằm xong đến một cái lúc nào đó, cái vỏ bọc của nó bị giòn hơn nữa, bị mủn hơn nữa, nó vỡ ra. Thế và cái dịch của cái đĩa đệm trong đấy nó thoát ra, nó chèn vào thần kinh, dẫn đến đau thần kinh hông, đau thần kinh tọa hai bên. Vậy thì bản chất của điều trị thoát vị đĩa đệm là chúng ta phải dùng các sản phẩm để làm cho cái vỏ bọc đĩa đệm ấy nó mềm lại, chứ không phải mổ để lấy nó đi mất đâu. Tạo hóa sinh ra cái đĩa đệm để giúp cho cuộc, làm một cái giảm sốc cho cuộc sống. Chúng ta đi lại chạy nhảy, hai cái đốt cuộc sống nó không va vào nhau, không đập vào nhau, bởi vì nó có cái đệm nằm ở giữa, nó giảm sốc rồi. Chúng ta phải bảo tồn nó chứ, tại sao lại mổ vứt nó đi? Rất nhiều nước người ta đã cấm không được phép phẫu thuật mổ đĩa đệm. Khi lấy được đĩa đệm đi, cuộc sống nó yếu, đóng cái nẹp xương vào đấy, chính cái nẹp xương này nó đang lấy mất đi cái sự dẻo dai của đĩa đệm. Mà muốn làm cho đĩa đệm nó mềm dẻo thì chúng ta phải làm cho dạ dày thật tốt, dùng sản phẩm chăm sóc khớp thật tốt để cho cái vỏ bọc đĩa đệm nó mềm mại trở lại. Khi người ta thay đổi tư thế cuộc sống thì đĩa đệm nó thoát ra, xong nó lại chui vào được. Nó phải xẹp xuống chứ, nó giống như cái bọc trứng nhện, bọc trứng con nhện nó trắng trắng mà, hoặc giống như cái viên tinh megavitan của chúng ta đấy, giống như cái viên nang mà màu trong như là chúng ta vẫn quen gọi là dầu cá vậy. Đấy, nó cái đĩa đệm nó mềm như thế, vỏ bọc của nó còn mềm mại thì nó phồng lên xẹp xuống để nó lách qua cái khe của đốt sống được. Nhưng khi nó cứng rồi, nó không vào được nữa, mà nó cứng là do thiếu chất, do dạ dày kém, do ăn uống không đầy đủ, do không cung cấp đủ collagen cho nó thì nó mới cứng. Cho nên thoát vị đĩa đệm chúng ta chữa theo kiểu đấy, chứ chúng ta không phải là chúng ta đi mổ đâu. Nhưng trong quá trình thoát vị đĩa đệm nó có thể kèm theo với thoái hóa lão hóa cuộc sống nữa. Cuộc sống sờ vào cứng đơ rồi, trong khi chúng ta có eo cơ mà, tức là cái đoạn cuộc sống thắt lưng này nó ướn ra trước đó, đoạn cuộc sống cổ này ướn ra trước. Vậy thì cùng với cung cấp các những cái sản phẩm cho làm mềm dẻo đĩa đệm, làm mềm dẻo các phương tiện của khớp, chúng ta phải có một cái động tác kê cái gối xuống dưới hõm lưng này, dùng cái sức nặng của nửa thân trên cơ thể và hông, nó đẩy cho cái đường eo sinh lý của chúng ta cong về phía trước, trong tư thế nằm trên nệm tương đối cứng, đốt vào cái thắt lưng này thì toàn bộ cái dây chằng ở vùng này nó giãn ra, nó không còn siết chặt đến rễ thần kinh nữa. Và nằm khoảng 10-15 phút một lần, mỗi ngày 2-3 lần. Sau dậy chúng ta vặn mình thì chúng ta sẽ làm cho, giúp cho cái dây chằng và đốt sống, cột sống thắt lưng này nó dẻo dai trở lại, và nó sẽ giải phóng. Trong cái tư thế làm này nó sẽ đẩy cái đĩa đệm trở về vị trí của nó, cùng với các sản phẩm làm cho mềm dẻo đĩa đệm thì chắc chắn là cái bệnh thoát vị đĩa đệm là hoàn toàn được hóa giải. Nếu ai quan tâm thì có thể tìm đến cái trang YouTube Sức Khỏe 4.0 của tôi, có một cái video là bí quyết chữa thoát vị đĩa đệm mà tôi đã trình bày ở trong đó tất cả các những cái thủ thuật và cái cách để mà chúng ta chữa thoát vị đĩa đệm. Và khẳng định với mọi người rằng thoát vị đĩa đệm nặng ở mức độ nào chăng nữa, bất kỳ mức độ nào, chúng ta làm đúng cái phác đồ chăm sóc hệ tiêu hóa để có đủ dưỡng chất, dùng sản phẩm bổ sung collagen đầy đủ
và lý liệu pháp tự kéo giãn cột sống bằng cách cây gối dưới lưng khỏi 100%. 1.000 người chữa theo phương pháp ấy khỏi cả 1.000 người không có ngoại lệ, không hề có ngoại lệ. Đừng bao giờ nghĩ đến mổ, không cần thiết. Thì đó là cái nói về cái phần các vị đấy đấy. Có một cái phần chú ý nữa ở trong cái chữa bệnh xương khớp ấy. Ở đây chúng ta thấy là vị trí tổn thương là khớp, nguyên nhân là thiếu dinh dưỡng, không cung cấp đủ các những dưỡng chất nuôi khớp. Nguyên nhân thiếu glucosamine, thiếu chondroitin, thiếu collagen là những cái hoạt chất trực tiếp để cấu tạo lên khớp và giúp cho khớp hoạt động. Tuy nhiên có một số các bệnh khác, bệnh ở khớp nhưng nguyên nhân lại ở chỗ khác. Nguyên nhân lại ở chỗ khác. Ở đây chúng ta kể lên một số bệnh để chúng ta giải quyết nốt về mặt nhận thức. Trước hết chúng ta có bệnh gút. Bệnh gút tổn thương sùi bề mặt khớp lên hoặc là đầu sụn khớp, nhưng nguyên nhân không phải chỉ có tại khớp mà tại chuyển hóa. Chuyển hóa của chúng ta ăn mỡ, ăn thịt vào, ăn các những cái phủ tạng vào, nó có nhiều cái chất để sinh ra axit uric, nhưng cái thận của chúng ta nó không lọc ra hết được, cho nó tích tụ ở đấy. Thì đấy là nguyên nhân của chuyển hóa. Chúng ta phải giải quyết vấn đề chuyển hóa thì mới làm thuyên giảm được bệnh gút. Có nghĩa là cái phần ăn uống của chúng ta phải hạn chế phủ tạng, hạn chế những cái thức ăn nó gây ra có cái axit uric, và chúng ta phải dùng sản phẩm, dùng bộ ba thanh lọc, dùng Novomin và dùng trà số 6 chẳng hạn, để cho tăng cường chức năng đào thải của thận, nó thải hết axit uric đi, giảm thật nhiều, càng nhiều càng tốt, thì nó mới không làm cho bệnh gút tăng nặng nữa. Và bệnh gút thì biểu hiện tại khớp nhưng mà nguyên nhân ở chỗ khác, chứ nó không giống như cái bệnh khớp nói chung mà chúng ta vừa kể trên. Cái loại bệnh thứ hai là cái loại bệnh tại khớp nhưng không phải do nguyên nhân dinh dưỡng, và nguyên nhân tại khớp là bệnh, là những cái hậu quả của bệnh lupus ban đầu. Chẳng hạn hậu quả của bệnh chất tạo keo và bệnh viêm đa khớp dạng thấp cũng là một loại bệnh thuộc nhóm đấy. Thì cũng xin lưu ý với mọi người là cái bệnh viêm đa khớp dạng thấp ấy, chúng ta dùng sản phẩm vào chúng ta làm thuyên giảm thôi, chứ còn gốc của nó là tự miễn, không phải do cái khớp nói chung. Chúng ta nói từ đầu đến giờ là do dinh dưỡng và do thiếu ba cái hoạt chất kia, cho nên đối với bệnh viêm đa khớp dạng thấp thì cả nền y học thế giới người ta cũng còn đang khó khăn trong cái việc giải quyết nó. Thì đối với chúng ta nó cũng là một cái thử thách, cho nên dùng sản phẩm để cải thiện đến mức nào thì tốt mức đấy thôi, còn để làm chủ như là những cái bệnh viêm khớp, đau khớp, rồi thoát vị đĩa đệm thông thường như vừa nãy thì chúng ta khó có thể nói được. Ở trên tin nhắn có một người nói bệnh vừa hỏi cái câu thần kinh tọa do trạch đĩa đệm, thì tôi nói rồi, tất cả mọi cái trạch đĩa đệm, xùi đĩa đệm, thoát đĩa đệm đều theo cách ấy cả thôi. Cái nốt trạch, cái nốt xùi, nó vỡ là do cái người thầy thuốc, người ta người này giỏi văn thì người ta đặt một cái tên nó kêu, người khác không giỏi văn thì người ta đặt cái tên nó không kêu, người ta gọi lệch nó đi. Thế thì còn nguyên lý chữa cũng như một thôi, cũng chỉ là một thôi ạ, chứ nó không khác gì nhau đâu. Đĩa đệm lệch, đĩa đệm xùi, rồi đĩa đệm vỡ vân vân, chữa không nào hết. Cung cấp đủ dưỡng chất cho nó, cung cấp đủ cao collagen, nằm kê gối dưới lưng, khi nó không còn chèn ép ở trên cái cuộc sống nữa thì thần kinh tọa nữa đâu. Bệnh gút như tôi vừa nói vừa rồi, chúng ta dùng thanh lọc cấp độ tế bào của ba thanh lọc, chúng ta dùng Lymphosan Comfort, chúng ta dùng trà số 6 để tăng cường cái hoạt động của thận lên, và đồng thời bệnh gút nó là bệnh chuyển hóa, cho nên chúng ta phải dùng Sintivan 4, dùng Inulin để cho cái chuyển hóa của đường tiêu hóa của chúng ta được cải thiện. Thì do đó những cái hậu quả mà tích tụ cái axit uric nó giảm đi thì gút nó sẽ thuyên giảm. Còn một cái bệnh thứ ba là tổn thương tại khớp nhưng không phải nguyên nhân do dinh dưỡng và thiếu ban chất kia, là bệnh van tim, do bệnh thấp tim nó gây ra. Thì
thì chỉ khi nào người ta điều trị tốt cái bệnh viêm van tim thì khớp nó mới được thuyên giảm thôi. Mà câu đấy trong hiện nay ấy, thì nó không còn được nhắc đến nhiều nữa rồi, bởi vì đấy là bệnh của môi trường ẩm thấp, mà ngày nay chúng ta thì không khí tốt rồi, môi trường tốt rồi, chúng ta thường nằm ở tầng 2 hoặc điều hòa, chúng ta không bị cái ẩm thấp, độ ẩm cao nữa, ẩm thấp như những năm 60-70 nữa, cho cái tình trạng bệnh khớp đớp tim này nó không còn nhiều nữa. Thì chúng ta biết thôi, chứ còn chúng ta cũng không thuộc trong cái phạm vi của chúng ta ngày nay. Quay trở lại cái vấn đề chủ trương của chúng ta là chúng ta không đi tìm người bệnh, chúng ta không biến mình thành bác sĩ để đi tìm người bệnh. Thế nhưng xin hỏi mọi người là nếu ngược lại, nếu vâng, và tôi trả lời ngay câu thoát vị đốt sống cổ cũng kê ở đây nhé, cũng kê gối ở dưới cổ này để cho cổ nó ngửa ra phía sau hết, cho nó giãn hết hết cỡ ra thì thế ạ. Thế thì chúng ta không đi tìm người bệnh, nhưng những người bệnh hoặc những người có vấn đề về sức khỏe, người ta tìm đến chúng ta để họ tìm kiếm một giải pháp, thì chúng ta có tư vấn cho họ hay không? CBD là dành cho cộng đồng cơ mà, chúng ta tư vấn cho họ. Nhưng khi họ đã tin cậy, họ hỏi chúng ta rồi, thì chúng ta cũng phải đáp lại họ, chỉ dẫn cho họ một cách logic, một cách hiệu quả, như toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay, thì mới khỏi phụ cái niềm tin, khỏi phụ cái lòng tin của người tìm đến với chúng ta. Còn tôi tin chắc, đảm bảo với mọi người, đối với vấn đề xương khớp, chúng ta cũng không cần phải tìm tòi ở đâu đó những cái giải pháp gì nó cao siêu. Tất cả mọi thứ, chân lý đều rất đơn giản. Chân lý là đơn giản. Chúng ta chỉ cần làm đúng cái cơ chế, cái nguyên lý vận hành, trao đổi chất trong cơ thể chúng ta dưới sự hỗ trợ của các sản phẩm của CBD như hôm nay chúng ta kể tên, thì chúng ta hoàn toàn sẽ làm chủ được vấn đề sức mạnh của hệ xương khớp, từ chỗ chăm sóc cho đến lúc mà chữa khỏi hoàn toàn các những cái bệnh của xương khớp. Có một số câu hỏi hỏi tôi là cái tràn dịch khớp gối. Rất nhiều người đi hút dịch. Bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi là dịch ở đâu mà ra? Dịch khớp gối do viêm cái bao hoạt dịch, nó phù lên, trao đổi chất ở đấy bị rối loạn, dịch nó chiết chiết, đáng nhẽ nó tiết ra một cái lượng nhỏ đủ để bôi trơn khớp thôi, nhưng bây giờ nó không kìm hãm được nữa, không làm chủ được nữa, không điều tiết được nữa, không cân bằng được nữa, vì thế nó cứ tiết ra thôi. Thế nếu chúng ta muốn cho nó không tiết ra một cách vô lối như thế nữa, thì chúng ta cung cấp các sản phẩm khớp cho nó, để collagen này, glucosamine này, chondroitin này, làm cho cái bao hoạt dịch ấy nó điều hòa hoạt động của nó trở lại, thì nó không tiết thêm dịch nữa. Chứ còn cứ chọc hút thì nó lại sinh ra, nếu như chúng ta không giải quyết được cái gốc của nó là vấn đề toàn vẹn của cái bao hoạt dịch bằng cái sản phẩm dinh dưỡng và bằng collagen thứ hai. Cho nên các bạn vẫn phải giải quyết vấn đề dinh dưỡng hoàn mỹ và dùng các sản phẩm như kể tên trong buổi ngày hôm nay. Thì đó là cái cách, là cái con dao pha để mà chúng ta giải quyết toàn bộ các cái vấn đề về xương khớp. Có những bạn đang thắc mắc rằng thoát vị đĩa đệm chữa không lâu, tôi đã nói rồi, ở người già có tuổi chúng ta phải kéo dài hơn những cái người có tuổi bằng mình. Thế còn những cái phần về tổn thương khớp mà về bị tai nạn hay này khác các thứ thì cũng nói thêm với mọi người thế này. Chúng ta có những chấn thương khớp trong tai nạn thì việc giúp cho nó trở lại bình thường hay không, nó còn tùy thuộc vào cái phương pháp chữa. Cái khớp xương bị tai nạn sau mổ, mổ đông đinh, mổ buộc dây thép, thế rồi là không mổ mà cố định bằng bột bó, thì nó dẫn đến cái sự teo cơ cứng khớp khác nhau. Cái hậu quả của cái cuộc mổ đấy nó có làm sang chấn khớp hoặc khớp bị tai nạn có nặng nề hay không, để nó quyết định đến cái việc là có hồi phục được nhiều hay ít. Nhưng dù chấn thương kiểu gì chăng nữa, muốn hồi phục khớp chúng ta cũng phải đi theo đúng quy luật mà chúng ta đã nói rất nhiều lần từ đầu đến giờ, là gì? Dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể, cung cấp cho khớp ba hoạt chất glucosamine, chondroitin và collagen. Tiếp hai, chỉ thế thôi, nó không có cái gì khác ngoài những cái ba cái hoạt chất cơ bản đấy. Thì chúng ta cứ liệu trình theo cái tình trạng của sức khỏe như thế nào thì chúng ta sẽ cung cấp vào cho đầy đủ với cái nhu cầu của cơ thể như thế, và chắc chắn là chúng ta sẽ hoàn toàn
có được một khớp xương khỏe mạnh. Và chúng ta sẽ có sau buổi hôm nay rất hy vọng là mọi người đã tin cậy và chúng ta trao đổi với nhau một số các vấn đề về xương khớp, thì hy vọng là sẽ giúp cho chúng ta làm giàu thêm cái tri thức của mình khi đến với tập đoàn sức khỏe CBD. Và chúng ta một lần nữa nhắc lại là cái sản là tất cả các sản phẩm của tập đoàn sức khỏe CBD là hoàn toàn có thể hóa giải. Đến bây giờ vẫn còn câu hỏi loãng xương mà tôi trả lời từ đầu rồi đấy ạ. Loãng xương là do dinh dưỡng kém, do dạ dày kém, do đại tràng kém, không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, không hấp thụ đủ canxi vào thì xương nó mỏi, xương nó rỗng ra. Chúng ta muốn chữa loãng xương, giải quyết vấn đề loãng xương thì tiêu hóa tốt lên, canxi uống đủ vào, thế là hết loãng xương. Tất nhiên xương nó là một cái phủ tạng rắn, chúng ta không làm cho nó tăng đủ cái khối lượng như tăng cơ được. Muốn béo nhanh thì còn được, chứ còn muốn cho xương nó hết loãng nhanh thì không có đâu. Bởi vì cái bồi phụ vào xương nó rất chậm, nó không giống như bồi phụ vào cơ vào thịt. Vì vậy chữa loãng xương thì chúng ta cần có một cái thời gian kéo dài hơn. Tất cả những cái gì liên quan xương khớp đều là ba sản phẩm ấy ạ. Đề nghị mọi người không, chúng ta không nên đặt vấn đề là chữa cái này cái kia dùng sản phẩm gì. Cột sống bệnh xương sọ cũng vậy thôi, bệnh xương ngón tay cũng vậy thôi, chỉ có xoay quanh xin 6 glucosamine trotin trà số 7 limposan khớp limposan comfort, tất cả. Còn cái phần về dạ dày thì mọi người có thể xem lại, đã có lần chúng ta trao đổi với nhau về sản phẩm sao nít chăm sóc sức khỏe chăm sóc hệ tiêu hóa và tim mạch, thì những cái này nó ở trong cái ở trong S69, trong cái YouTube của hệ thống mình cũng có đấy, và trong cái YouTube sức khỏe 4.0 của tôi cũng có, đề nghị mọi người có thể tham khảo. Và đến đây thời giờ cũng có thể đã làm dụng mất nhiều thời gian của mọi người rồi. Bây giờ đến phần cuối cùng, xin phép mọi người có vấn đề gì cần trao đổi hoặc là xin khoảng 3 ý kiến ạ, thì cũng thể bị mất nhiều thời gian. Mà đề nghị bạn hot chủ luôn ấy điều tiết cho tôi câu hỏi đã được, tôi sẽ xin trả lời nốt khoảng chừng độ 5-6 phút nữa còn lại. Tôi xin ý kiến, tôi xin ý kiến ạ. Xin phép bác sĩ cho cháu hỏi đi. Vâng, mời Trương Thị Mai ạ. Trương Thị Mai hoa. Vâng. Cháu có cô cháu là bị viêm đa khớp dạng thấp. Và cháu sản phẩm cũng như là bác đã hướng dẫn 5 tháng nay rồi. Thế nhưng mà thấy là cái tình trạng là nó vẫn cứ hàng ngày nó vẫn cứ cái hoạt dịch nó vẫn cứ ra và nó sưng lên, nó gây viêm và ấy sốt đau. Đầu tiên thì hai khớp tay thôi, nhưng sau đến cả các khớp chân và đến cả khớp cổ. Mà 5 tháng nay rồi, nhưng nếu mà cô cứ dùng cái thuốc giảm đau của Tây y và cái thuốc chống viêm của Tây y vào thì nó lại rút đi. Thế thì bây giờ cháu muốn hỏi bác là xem là bây giờ làm thế nào để có thể uống như thế nào nữa để cho cô ấy có thể có tiến triển tốt hơn ạ. Vâng, xin chia sẻ với bạn về câu hỏi này. Như trên tôi đã nói, bệnh viêm đa khớp dạng thấp là tổn thương tại khớp, nhưng nguyên nhân là chuyển hóa trong cơ thể, mà đây là một cái chứng bệnh, nó thuộc về gọi là chúng trong y học người ta gọi bệnh hệ thống, không thể giải quyết được toàn vẹn. Vậy thì bạn dùng thêm các sản phẩm chăm sóc chung toàn cơ thể, ví dụ thanh lọc cơ thể này, bổ sung chất dinh dưỡng để cho người ta thuyên giảm tất cả các triệu chứng đấy thôi. Chứ còn cũng thật đáng tiếc là bệnh đấy để giải quyết mỹ mãn thì y học thế giới cũng gặp khó khăn. Nên là chúng ta đối với trường hợp ấy thì theo tôi là không nên quá tập trung vào các sản phẩm cho khớp, mà phải tập trung thêm vào các sản phẩm chung cho toàn cơ thể theo ba cái chương trình là thanh lọc, năng lượng và cân bằng, thì để nó giảm bớt những cái bức xúc và bệnh tật ở các nơi khác rồi. Và có câu hỏi nào khác nữa không ạ? Xin chia sẻ bạn thôi. Vâng, mời Oppo A54 nào, có một hai người đấy ạ, một bác và một bạn gái. Đây bật mic đấy. Cho tôi xin ý kiến ạ, Nguyễn Nhu xin ý kiến ạ. Vâng, xin mời. Tôi xin hỏi phụ nữ là tôi có người bạn mà người thân ở Hải Phòng thì nhờ người bác sĩ cho tôi xin một số điện thoại thôi ạ. Rồi xin cảm ơn Đồng Hương.
số điện thoại của tôi cũng có nhiều người biết đấy, tôi xin đọc lại thôi nếu mà có ai có nhu cầu, nhưng mà nói thực với mọi người thì giờ nó có ít, nếu mà không kịp thời giao lưu thì cũng thông cảm cho số của tôi. Vâng, thời gian nó có ít thì là tôi xin bác sĩ mua một số điện thoại được ạ. Vâng, số của tôi là 0904112200. Và nói thêm về cái tham khảo ở trên YouTube thì trong hệ thống của chúng ta có rất nhiều thủ lĩnh có những cái vấn đề trình bày về sản phẩm cho xương khớp và các sản phẩm khác nữa. Thì riêng có một cái bài nó liên quan đến ngày hôm nay là cái bài bí quyết chữa thoát vị đĩa đệm, thì nó 0904 là không phải 0914 đâu, 0904112200. Thì mọi người có thể xem lại cái bài bí quyết chữa thoát vị đĩa đệm ở trong cái trang YouTube sức khỏe 4.0 của tôi. Thì vì nó liên quan đến cái bài chia sẻ ngày hôm nay. Đấy, và đương nhiên là chúng ta phải thông cảm với nhau một điểm như thế này. Ở đất nước ta này, một đất nước khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm không khí thay đổi xoành xoạch, thì có hai cái chứng bệnh mà người dân chúng ta mắc rất nhiều là bệnh đường tiêu hóa và bệnh xương khớp. Thế nhưng vì hiện nay có rất nhiều các trường phái chữa dạ dày tròng ngược, chữa xương khớp đắp lá rồi tiêm vào khớp rồi này khác, có những trường hợp giải quyết được bệnh tật nhưng rất nhiều trường hợp đem lại những hậu quả. Thế vì vậy chúng ta nên giúp cho mọi người hiểu rằng cái tác động của môi trường, của ăn uống, của khí hậu đến cái hệ tiêu hóa và hệ xương khớp ở Việt Nam là rất rộng, rất phong phú. Thế thì chúng ta là tư vấn viên, chúng ta nên tập trung giải quyết cho vấn đề tròng ngược dạ dày hoặc là cái này cái khác, viêm mang vị, HP vân vân, chỉ dùng những cái công thức rất đơn giản cho hệ tiêu hóa. Chúng ta có thừa các phương tiện trà sâu năm, canxi, sin 4, và nếu như dùng quá nhiều thuốc tây rồi, hệ lợi khuẩn ở trong đường ruột nó bị hỗn loạn rồi, chúng ta bổ sung thêm men tiêu hóa của Việt Nam vào. Chúng ta duy trì công thức này, chúng ta chắc chắn được có một cái hệ tiêu hóa hoàn mỹ. Hệ tiêu hóa hoàn mỹ thì nó sẽ hóa giải toàn bộ những cái tròng ngược dạ dày đầy bụng chậm tiêu, và hệ tiêu hóa tốt rồi nó cung cấp hoạt chất để nuôi dưỡng tất cả các cơ quan, trong đó có xương khớp. Đấy là đối với cái mặt bằng chung của người Việt Nam chúng ta. Thứ hai là cái bệnh hệ xương khớp, thì cũng xin tóm lại một lần nữa cho thành một cái định luật mà nhớ nằm lòng không quên này. Muốn xương khớp khỏe, chúng ta phải có chất dinh dưỡng trong cơ thể đầy đủ, lấy từ hệ tiêu hóa. Muốn xương khớp khỏe hơn nữa, chúng ta chỉ xoay quanh mấy sản phẩm sin 6, glucosamine, trà số 7 và limphosan là đủ. Là đủ có thể hóa giải toàn bộ những cái nhu cầu cần thiết của khớp rồi, mà không cần bất kỳ một cái gì nó cao lương mỹ vị gì khác nữa. Cứ như vậy thôi. Đến hôm nay là cũng đã có thể chiếm đỡ mất thì giờ của nhiều người, của mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã có mặt đến giờ này. Còn 901 người tham gia. Vâng, xin cảm ơn mọi người. Chúng ta có thể kết thúc cái Zoom. Chúc mọi người tháng 7 năng lượng và thành công. Và chúng ta...